Xin chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa. Nếu thấy audio chuyện hay thì hãy để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký, để mình có động lực ra thêm video cũng như ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website chuyện audio pro để nghe thêm nhiều chuyện hay, link mình để trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 5 chương 41, lực lượng của tử tinh. Trên núi tử tinh, thực lực phi tôn, cái gọi là thực lực, chính là số lượng dung hợp tử tinh. Dung hợp một khối tử tinh, sức lực rõ ràng tăng trưởng, có thể gõ mở vách đá. Dung hợp nhiều thêm một khối, cường độ thân thể sẽ tăng thêm một phần. Nếu có thể dung hợp một ngàn khối, vậy liền có thể trở thành cường giả trên tử tinh sơn. Về phần người dung hợp hơn vạn khối tử tinh, càng là cường giả trong cường giả. Loại người này căn bản sẽ không hiện thân, người bình thường cũng khó gặp. Thực lực của bọn họ kinh người, nghe đồn trong lúc phất tay có thể oanh sát mấy người. Nghe nói, bọn họ tìm kiếm phương pháp rời khỏi thôn Thiên thú khắp nơi. Thủ hạ tỉ muội Vu ra có mười mấy người, thực lực yếu nhất cũng dung hợp hơn 200 khối linh thạch, trong mấy trăm tổ chức nhỏ của núi Tử Tinh, xem như là trung đẳng. Sau khi nhận được những tin tức này, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Bởi vì 10 ngày này cổ vân khai thác phạm vi hơn 10 trượng, vậy mà một khối tử tinh cũng không có tìm được. Điều này cũng không có cách nào, ai bảo hắn tới nơi đây muộn như vậy, nơi có thể khai thác tử tinh, sớm đã để người khác tìm tòi nhiều lần. Những chỗ này tuy rằng chưa được khai thác qua, nhưng tử tinh ít đến đáng thương. Dựa theo loại tình huống này tính toán, cổ vân 3 tháng căn bản không khai thác được 10 khối tử tinh. Lui một bước, cho dù có thể khai thác được 10 khối tử tinh, trong thời gian một năm tiếp theo, cổ vân cũng chỉ có thể dung hợp được mười mấy khối mà thôi. Cái này còn chưa tính sau này mình phải nộp lên cho tỉ muội vu ra. Các nàng khống chế huyệt động này, há sẽ làm ăn lỗ vốn. Cổ vân, vu sư tỷ gọi ngươi, mau đến đây. Nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, tên là Trịnh Quang Huy, người này tới đây hơn 2 năm, vận khí đặc biệt tốt, thế mà tìm được hơn 200 khối tử tinh, khác với những người khác, người này cũng không có ý lấn ngoại gì, vô cùng hòa khí. Bởi vậy quan hệ với Cổ Vân là tốt nhất, phần lớn tin tức Cổ Vân lấy được đều từ miệng người này. Sau khi ở lại đây 10 ngày, Cổ Vân Kim Nguyên cổ thần ngoài miệng lưỡi nhanh chóng ra thì không còn tác dụng gì khác, hắn để Cổ Vân tăng thực lực của mình lên trước, sau đó lại đi tìm mệnh môn của thôn Thiên thú. Đây quả thực giống như chưa nói, với tình hình trước mắt mà nói, Cổ Vân còn có rất nhiều chỗ dựa vào sư tỷ. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong đại sảnh, nơi này đã tụ tập hơn 10 người tỷ muội vu gia ngồi ở giữa dáng vẻ của hai người gần như giống nhau như đúc nhưng cổ vân lại phân biệt rất rõ ràng đại tỷ vô cùng lạnh lùng với dung nhan xinh đẹp dễ dàng nói năng thận trọng nhị tỷ đối với dung nhan lại tương đối ôn hòa không ít trên mặt luôn lộ ra ý cười nhàn nhạt thấy cổ vân đi tới vu mỹ nhan ho nhẹ một tiếng nói hôm nay chư vị tới đây là vì một chuyện lớn một khi thúc đẩy việc này nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của chư vị mọi người hai mặt nhìn nhau căn bản nghe không hiểu. Cổ vân cũng có chút nghi hoặc, chuyện này vô cùng quan trọng, mặc kệ thành bại hay không, ai cũng không cho phép để lộ bí mật. Nếu không, ta chắc chắn tự tay giết chết hắn. Giọng nói của Vu Mỹ nhan lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Vu thẩm Mỹ dung tiếp lời, tiếp tục nói, chuyện này, cần chư vị phối hợp chung, cơ hội chỉ có một lần, có thể trở nên nổi bật hay không, thậm chí rời khỏi nơi này, liền xem chư vị. Cái gì, rời khỏi nơi này, trong nháy mắt, bên trong đại sảnh xôn xao một trận. Sắc mặt cổ vân cũng đại biến, lẽ nào hai tỉ muội này tìm được cách rời khỏi nơi này. Nhưng mà hiện tại cổ vân chỉ dung hợp hai khối tử tinh, ở trong đám người này là yếu nhất, mình có thể bước lên cơ hội này hay không? Chọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hai tỉ muội vu ra đều không nói một lời, lúc này mọi người mới phản ứng lại, trong đại sảnh một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vu Mỹ Nhan lúc này mới nói nếu giống như bộ dạng vừa rồi của các ngươi, gặp phải bất cứ chuyện gì đều vô cùng kinh ngạc, tiếp theo làm đại sự như thế nào. Vu sư tỷ, vừa rồi chúng ta thật sự là quá mức kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, chúng ta đều nghe theo sư tỷ, tuyệt đối không làm trái. Một nam tử lập tức đứng lên nói, những người khác cũng dồn dập gật đầu đồng ý. Rất tốt, Vu Mỹ Nhan gật đầu. Phong bế cửa động, Trương Quang Diệu, người phụ trách trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng, Vu sư tỷ, những người khác đi theo ta. Một nhóm hơn 10 người ở trong động chậm rãi tiến lên, bầu không khí hết sức khẩn trương. Mọi người cũng không biết chuyến này đến cùng muốn làm gì, đến tột cùng làm sao sẽ rời khỏi nơi này, hoặc là sẽ nhận được chỗ tốt gì. Đường hầm này rất dài, ở giữa có vô số ngã rẽ, ngay cả Vu gia tỷ muội cũng phải mượn nhờ bản đồ mới có thể tìm được con đường chính xác. Càng xâm nhập vào sâu, ánh sáng trong đường hầm cũng càng ngày càng ít, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người phía trước mà thôi đi như thế ước chừng hơn một canh giờ mọi người rốt cục lại đi vào trong một cái thạch sảnh không tính quá lớn bốn phía còn trồng chất không ít nham thạch nhìn hình dạng nơi này tựa hồ vừa mới khai thác không quá lâu mặt tường bên trong sảnh đá hiện ra ánh sáng đen kịt vô cùng trơn nhẵn giống như đã được mài qua vậy sau khi mọi người đi tới nơi này trên mặt cũng đều là tràn đầy vẻ nghi hoặc mỹ nhan nhìn quanh một vòng vung tay lên cho cửa động loạn thạch bay tán loạn, nham thạch vô cùng chắc chắn, ở trong tay nàng, yếu ớt không chịu nổi như đậu vũ, sau một lát, toàn bộ cửa động bị phong cực kỳ chặt chẽ. Sắc mặt mọi người đều trở nên khẩn trương, "Chư vị không cần lo lắng, ta chỉ là sợ người ngoài quấy rầy đại sự của chúng ta." Vu Nguyệt Nhan nói, "Nếu như ta đoán không sai, lúc chư vị ở bên ngoài đều là tu luyện giả." "Đúng vậy, ta là tu luyện giả." "Phẩy phẩy, rất nhanh, liền có mấy người đáp lại." bất quá càng nhiều người là lạnh lùng. Thôn thiên thú bị nuốt vào trong bụng không ít người, nhưng nơi này linh lực bị giam cầm, giữa tu luyện giả và tu luyện giả không phải không có bất kỳ khác biệt nào, chỉ có dựa vào tự tinh mới có thể khiến thực lực của mình càng thêm cường đại. Rất nhiều người tới đây đã mấy chục năm, thậm chí hơn 10 năm, sớm đã quên thân phận của mình đã từng là tu luyện giả. Phu Nguyệt Nhan vừa nói ra lời này, lập tức khiến rất nhiều người rất là không hiểu. Không dối gạt chư vị, Lúc trước ta triệu tập các ngươi, chính là xem thân phận các ngươi là tu luyện giả." Vu Nguyệt Nhan trầm giọng nói, "Bởi vì trong tay ta có một bảo vật có thể giúp các ngươi khôi phục linh lực." "Cái gì? Khôi phục linh lực? Vu sư tỷ ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Toàn bộ thạch sảnh đều ầm ầm lên. "Nếu như có thể khôi phục linh lực, thực lực của bọn họ tất nhiên có thể tăng lên mấy lần, tốc độ khai thác tử tinh cũng sẽ gia tăng thật lớn." "Đây quả thực là tin tức động trời, các vị không nên quá kích động." Món bảo vật này của ta chỉ có thể để cho các ngươi khôi phục linh lực một khắc đồng hồ, hơn nữa chỉ có thể thi triển một lần, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ không lấy ra." Lời nói của Vu Nguyệt Nhan như tạt một chậu nước lạnh, mọi người lập tức tỉnh táo lại. "Một khắc đồng hồ, có thể làm gì? Căn bản không có bất kỳ tác dụng." Vu Nguyệt Nhan không để ý đến biểu tình của mọi người, tiếp tục nói: "Hiện tại có một cơ hội lớn bằng trời bày ở trước mặt chúng ta." Nàng chỉ vào vách đá bóng loáng ngăm đen nói: "Sau vách đá này ẩn chứa lượng lớn tử tinh, số lượng cơ hồ khiến người ta không thể tưởng tượng. Ngoại trừ tử tinh ra, thậm chí còn có thể biết được biện pháp rời khỏi nơi này." Ta sốt ruột chư vị tới đây, chính là hy vọng mượn nhờ linh lực cùng bảo vật của các ngươi, một lần hành động phá vỡ vách đá này. Vốn mọi người có chút thất vọng nghe được tin tức này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh bị vui sướng thay thế. Chuyện Vu Nguyệt Vinh có siêu linh thử mặc dù là một bí mật, nhưng mười mấy người này đều có hiểu biết. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để tỉ muội vu gia có thể đặt chân vào tử tinh sơn. Hơn nữa tỉ muội vu gia cũng không tùy ý hứa hẹn, một khi nói ra, tất nhiên sẽ làm được, đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ nguyện ý đi theo tỉ muội vu gia. Vu sư tỷ, ta nghe theo sai khiến của ngươi, một nam tử lập tức đứng dậy, chắp tay nói, vu sư tỷ sẽ không lừa chúng ta, cho dù không thể rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể đạt được một ít tử tinh cũng tốt. Cổ vân cũng không quá hưng phấn, thôn thiên thú chính là dị thú thượng cổ, ngay cả kim nguyên cổ thần cũng không biết mệnh môn của nó, tỷ muội vu ra làm sao có thể dễ dàng tìm được. Điều khiến cổ vân nghi ngờ nhất là tất cả mọi người ở đây đều là tu luyện giả. Chẳng lẽ lúc trước tỉ muội vu ra chiêu mộ người, liền coi trọng điểm này. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vu nguyệt nhan nhận lấy mình. Việc này không nên chậm trễ, chư vị đều không có ý kiến phản đối, ta liền lập tức thi triển món bảo vật này. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ. Vu Nguyệt Nhan lần nữa dặn dò, Vu sư tỷ yên tâm, chúng ta đều chuẩn bị xong rồi. Từng người đều lấy từ trong ngực ra túi chữ vật không biết đã cất kỹ bao nhiêu năm, ánh mắt lộ ra vẻ bức thiết. Từ khi tới đây, linh lực bị giam cầm, bọn họ thậm chí ngay cả năng lực mở túi chữ vật cũng không có, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Vu Nguyệt Nhan đi tới giữa sảnh đá, lấy ra một cái mâm tròn nhỏ từ trong ngực nhẹ nhàng đặt xuống đất trong miệng mặc niệm vài câu trong nháy mắt trên mâm tròn được một tầng lam quang nhàn nhạt bao phủ tất cả lại đây cố gắng dẫn đạo ánh sáng màu lam này vào trong cơ thể các ngươi linh lực của các ngươi sẽ được kích hoạt lời còn chưa dứt một nam tử bước nhanh qua một đạo lam quang truy vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt trên mặt nam tử lộ ra vẻ kinh hỉ linh lực của ta khôi phục ha 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 linh lực của ta khôi phục tay hắn vung lên một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện giữa không trung trên đó cuồn cuộn hỏa diễm như đang thiêu đốt tiếp theo lại lấy ra một quả trái cây đỏ bừng cắn một cái mùi thơm linh quả nồng đậm ở trong sảnh đá phiêu tán mọi người thấy vậy còn chưa kịp đợi liền nhao nhao tiến lên đem lam quang nhét vào trong cơ thể mình rất nhanh từng kiện từng kiện bảo vật xuất hiện ở trong tay mọi người thậm chí còn có mấy con linh thú chư vị không nên cao hứng quá lâu linh lực này chỉ có thể bảo trì một khắc đồng hồ, sau khi các ngươi lấy ra bảo vật cần thiết. Lập tức phá vỡ vách tường này, tỉ muội vu ra đứng ở cửa động, cao giọng nhắc nhở. Vu sư tỷ, việc này giao cho ta, nam tử cầm đại kiếm màu đỏ cười ha ha ha, cự kiếm trong tay chém mạnh ra. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, trên vách tường bóng loáng sụp ra một lỗ hổng lớn chừng miệng chén. Chuyện này, sao có thể, liệt hỏa kiếm của ta vô kiên bất tồi, trên mặt nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt tỉ muội vu ra lại lộ ra vẻ vui mừng, không tệ, lại có thể phá vỡ vách tường này. Mọi người thêm chút sức, tranh thủ trong vòng một khắc đồng hồ mở ra một lối đi. chương 42, âm mưu, vách đá màu đen kiên cố, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một ít phi kiếm khiến cho người ta kiêu ngạo, chỉ có thể phá vỡ một khối nham thạch nhỏ. Hơn nữa đối với thân kiếm tổn hại cũng cực kỳ to lớn. Ngắn ngủi một lát, đã có 4 năm thanh phi kiếm bị hủy diệt. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tiếc hận, tuy rằng bọn họ đi vào trong bụng thôn thiên thú nhiều năm, những phi kiếm này cũng bị long đong nhiều năm, nhưng dù sao cũng là bảo vật bọn họ yêu thích năm đó, làm sao nỡ lãng phí như thế. Phu Mỹ Nhan tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức nói chư vị hảo hiếu, ta biết các ngươi không nỡ làm hư phi kiếm. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, ở trong bụng thôn thiên thú này càng không có một chút tác dụng, nếu như chúng ta đạt được chỗ tốt sau thạch bích này, có lẽ có thể rời đi nơi này, đến lúc đó, chỉ là mấy món bảo vật tính là cái gì? Chỉ có thời gian một khắc đồng hồ, chờ qua một khắc đồng hồ này, hối hận không có cơ hội. Tất cả mọi người đều nghe theo sư tỷ, thời gian không nhiều lắm, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta cũng không muốn bị vây ở chỗ này cả đời, ta muốn đi ra ngoài. Bằng tu vi của ta, cho dù là tu luyện giả luyện thể cảnh giới linh sư cũng không phải là đối thủ của ta không phải chỉ là mấy món phi kiếm thôi sao ở đây căn bản chính là phế vật còn không tốt bằng quốc chim liều mạng dưới sự kích thích của nguyệt nhan mọi người không hề tiếc rẻ bảo vật trong tay bất quá linh lực cũng là một vấn đề rất lớn mặc kệ là đan dược bổ sung linh lực hay là linh thạch hiệu lực phát huy cũng không có nhanh như vậy cho nên mười mấy người này chia làm hai tổ một tổ khôi phục linh lực một tổ mãnh kích vách đá sau một lát lại trao đổi rất nhanh nửa khắc đồng hồ trôi qua trên vách đá trừ một hang động sâu ba thước rộng một cái hang động càng đi về phía sau vách đá càng kiên cố mười mấy thanh phi kiếm vứt bỏ trên mặt đất không tốt phi kiếm của ta đều hỏng rồi đây là ván cuối cùng của ta lập tức cũng không được thật ra là thứ gì sao lại cứng thế nhỉ vua nguyệt nhan khẽ nhướng mày nhìn cây hương trong tay mình đốt lên cố gắng lên chư vị thêm chút sức nhất định phải phá vỡ một khi không thể sử dụng linh lực ngay cả một khối đá vụn cũng không còn. Chư vị đạo hữu lui ra phía sau, ta có một viên kim lôi châu. Mọi người nghe vậy, lập tức lui về phía sau vài bước, kim lôi châu uy lực cường đại, khoảng cách gần như thế, gần như có thể lấy mạng người. Có lẽ có thể tạo được hiệu quả thần kỳ. Gần một khắc đồng hồ dốc sức liều mạng đào móc, để cho mỗi người tâm đều gắt gao kéo căng. Chính như Vu Nguyệt Nhan nói, đây chỉ sợ là cơ hội duy nhất của bọn họ. Một khi đến giờ, linh lực của bọn họ sẽ biến mất những ngày sau đó chỉ có thể tiếp tục đào tử tinh oanh một tiếng vang thật lớn làm cho lỗ tai người ông ông tác hưởng đây trời đá vụn giải đầy thân đều là hang động lại xâm nhập một tấc nhưng vẫn chưa phá vỡ vách đá ngay cả kim lôi châu cũng không thể phá vỡ vách đá này kiên cố cỡ nào có mấy người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn họ đã dùng hết lực thậm chí ngay cả bảo vật như kim lôi châu cũng dùng ra đây là vách đá này làm sao có thể đánh không thùng. Trên mặt Phu Nguyệt Nhan tràn đầy vẻ gấp gáp, nàng ta nghiên cứu vách đá này không phải ngày một ngày hai, càng hiểu rõ hơn về vách đá kiên cố này. Sử dụng linh lực và bảo vật là cơ hội duy nhất. Chư vị, vách đá này gần như đã tới tận cùng, thêm chút sức nữa, lập tức liền có thể đục thùng. Hương được đốt lên lập tức cháy hết, trên mặt Phu Nguyệt Dung lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng thở dài một hơi, tất cả đều kết thúc. Bảo vật khôi phục linh lực gần như vỡ nát, hai tỷ muội các nàng kinh doanh mấy chục năm, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có lẽ các nàng có thể lựa chọn gia nhập một tổ chức hơi lớn một chút, mỗi tháng lĩnh mấy chục viên tử tinh, ngơ ngơ ngác ngác sống hết nửa đời sau. Phu Nguyệt Nhan gần như muốn cắn nát môi, hai con mắt nhìn chầm chầm vào hang động. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ rơi xuống tảng đá lớn chừng bàn tay. Mau, nhanh hơn nữa, đám rác rưởi các ngươi, Phu Nguyệt Nhan giống to. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ đa số đi theo Nguyệt Nhan nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm, mặc dù tướng mạo của vị sư tỷ này chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mà cách xử sự làm người đều để bọn họ cực kỳ tin phục. Cũng vô cùng chiếu cố bọn họ, cũng ra tay hào phóng ở phương diện tử tinh. Quan trọng nhất là cô cực kỳ thận trọng, chưa bao giờ lộ ra ngoài sự vui buồn, hôm nay Vu Nguyệt Nhan có chút quá điên cuồng, khiến bọn họ có chút nhìn không thấu. Nhưng tình thế khẩn cấp, phần lớn người đều không suy nghĩ quá nhiều tất cả tâm tư của bọn họ đều đặt ở việc làm sao phá vỡ hang động này. Cổ vân lấy bảo vật không lớn trong túi chữ vật ra, đặc biệt là mấy món chân bảo, ví dụ như hạt châu có thể thuấn di, càng là cẩn thận cất giữ bên người. Còn có từ kim thảo, cổ vân cũng cất kỹ trong người, hắn âm thầm suy đoán cây linh thảo này có liên quan nào đó với tử tinh. Cùng lúc đó, cổ vân còn hỏi thăm kim nguyên cổ thần, hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết, càng không biết sau vách đá đến tột cùng là cái gì xem ra, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể xem cố gắng của mình. Có lẽ lần này chính là một cơ hội, nhưng cơ hội này nhìn qua giường như có chút xa vời. Nhưng mà, có một hiện tượng kỳ quái khiến cổ vân vô cùng khó hiểu. Đó chính là từ đầu đến cuối, tỉ muội vu gia đều đang chỉ huy, căn bản không có ra tay. Nếu nói hai người bọn họ không phải tu luyện giả, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì sao lại như vậy? Đột nhiên, một thanh niên hét lớn một tiếng mở ra tinh thể màu tím, thật nhiều tinh thể màu tím. Một đạo tử quang từ trong huyệt động chiếu ra, xuyên thấu qua huyệt động lớn chừng quả đấm, mọi người có thể nhìn thấy vô số tử tinh ẩn thân trong đó, số lượng không thể đếm hết. Nhanh, mở rộng cửa động, thời gian lập tức tới ngay. Vu Nguyệt Nhan mừng như điên, nàng vội vàng đi về phía trước mấy bước, nhưng rất nhanh lại lui trở về. Vu Nguyệt Dung đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng hiện ra nồng hậu vui mừng. Tử tinh, lượng lớn tử tinh, ý nghĩa phía sau vách đá này, ít nhất là một chỗ vô cùng đặc thù. Sau khi mọi người tận mắt nhìn thấy lượng lớn tử tinh sau hang động, cũng đều bị điên cuồng thay thế, những tử tinh này căn bản không thể đếm hết, cho dù không thể rời khỏi nơi này, bọn họ dung hợp những tử tinh này cũng có thể bước vào hàng ngũ cường giả. Tất cả mọi người đều đi qua, cửa động mở ra càng lớn càng tốt, đây là cơ hội cuối cùng. Không cần tỉ muội vu ra chỉ huy, tất cả mọi người đều dốc hết sức, tử tinh bên trong đâu chỉ có trăm vạn, cho dù bọn họ dung hợp mấy vạn khối cũng đủ để ngạo nghễ núi tử tinh. Phải biết rằng hai tỷ muội Vu gia những năm gần đây cũng chỉ dung hợp mấy ngàn khối tử tinh mà thôi. Trước sức hấp dẫn cực lớn, không ai có thể khống chế, gần như muốn ép khô một giọt linh lực cuối cùng của bản thân. ầm um, âm, um, ầm um, đủ loại linh bảo đều được điều khiển ra, mặc kệ có tác dụng hay không đều mạnh mẽ đánh vào cửa động đang từ từ mở rộng kia. hỏng rồi, vậy thì đổi một món khác. vào lúc này ai còn để ý một hai kiện linh bảo. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, hang động rốt cuộc bị phá vỡ một lỗ hổng lớn có thể cho người tiến vào. Mà hương đốt lên cũng đồng thời dập tắt, cuối cùng cũng mở ra. Vu sư tỷ, những tử tinh này nhiều lắm, một mình chúng ta có thể được chia một vạn khối hay không? Mọi người mặt mũi tràn đầy vui mừng, khoanh chân ngồi dưới đất thở hồng hộc. Vừa rồi bọn hắn không chỉ hao phí linh lực, mà còn hao phí không ít thể lực. Nén hương được đốt lên kia, cũng thiêu đốt đến cuối cùng, cuối cùng dập tắt. a à, một nam tử trung niên đột nhiên ôm lấy bụng, quát to một tiếng. Vừa rồi khi đánh xuyên qua hang động, hắn đã xuất lực rất nhiều, liên tiếp tổn hại 10 thanh phi kiếm. Chán y nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống, đan điền như sắp nát. Nam tử trung niên còn chưa dứt lời, những người còn lại từng người kêu rên lên. Đan điền cổ vân nổi lên từng đợt đau nhức, một linh cơ trong đó nhanh chóng tiêu tán, gần như hóa thành vô hình. Điều này khiến cổ vân kinh hãi, linh cơ là căn bản của linh sư, cũng là căn nguyên của người tu luyện. Một khi linh cơ tiêu tán, tu luyện giả cũng theo đó mà tử vong. Nhưng may mắn, thiên linh chi hỏa của cổ vân ngưng tụ thành linh cơ, cũng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là như vậy, cũng khiến cho trong đan điền cổ vân sinh ra đau đớn cực lớn. Ngắn ngủi một lát, ngoại trừ hai tỷ muội vu ra, tất cả mọi người ngã trái ngã phải, tràn đầy vẻ thống khổ. Mặc dù Cổ Vân không kém cỏi như bọn họ, nhưng cũng học theo dáng vẻ của bọn họ, nằm trên mặt đất. Tuy rằng trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt của hắn lại lặng lẽ nhìn chằm chằm tỉ muội Vu gia. Bởi vì trong toàn bộ thạch sảnh, chỉ có hai người bọn họ là bình thường. Đáng tiếc, Vu Nguyệt Nhan khẽ lắc đầu, tập hợp đám người này lại, bồi dưỡng hao tốn không ít tâm huyết của ta. Sư tỷ, chúng ta bây giờ cũng không cần đến những phế vật này. Vua Nguyệt Dung trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nơi này có lẽ chính là địa phương chúng ta muốn tìm, cho dù không cách nào rời khỏi nơi này, những tử tinh này cũng đầy đủ chúng ta đứng ngạo nghễ nơi đây. Phu Sư Tỷ, tại sao Tỷ lại đối xử với chúng ta như vậy? Trên mặt một gã nam tử lộ ra vẻ không hiểu. Phu Sư Tỷ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi, vì sao ngươi lại hạ độc thủ với ta? Phu Sư Tỷ, cứu ta với, ngày sau ta nhất định sẽ thúc giục cho Tỷ. Vua Nguyệt Nhan khẽ lắc đầu, số mệnh của các ngươi chính là như thế. Các ngươi sở dĩ có thể khôi phục linh lực chính là bởi vì thiêu đốt linh cơ. Bây giờ linh cơ của các ngươi đã bị hủy. Nếu như ở bên ngoài có thể có cơ hội sống sót, nhưng ở đây không ai có thể cứu được các ngươi. Nhiều năm trước ta cũng đã bố trí cục diện này. Nhớ lại những năm này, ta đối với các ngươi không tệ. Nếu không có ta, đại bộ phận các ngươi đều không sống nổi. Bây giờ coi như các ngươi trả lại ta đi. Vu Nguyệt Nhan cười lạnh một tiếng, đi về phía cửa động. phu Nguyệt Nhan, phu Nguyệt Dung, hai tên tiểu nhân các ngươi, ta muốn giết các ngươi, giết ta kiếp sau đi. Nhìn bóng dáng tỉ muội Vu gia chậm rãi biến mất ở cửa hang, trên mặt cổ vân đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn sợ tỉ muội Vu gia tức giận, nên mới phẫn nộ mà giết chết từng người một. Mặc dù cổ vân vẫn còn một linh cơ, nhưng bây giờ hắn đã không thể sử dụng linh lực nữa, dung hợp hai viên thạch anh tím căn bản không phải là đối thủ của tỉ muội vu gia. May mắn, hai tỉ muội này tựa hồ bị lượng lớn tử tinh hấp dẫn, rất nhanh biến mất ở trong huyệt động. chương 43, tử tinh lão tổ, cổ vân nhìn quanh một vòng, tiếng rên rỉ chung quanh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí thức cũng trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ sợ những người khác lành ít giữ nhiều. Nếu không phải mình có hai linh cơ, chỉ sợ cũng sẽ giống như bọn họ, chỉ còn đường chết mặc dù ngay từ đầu cổ vân đã đề phòng tỉ muội nhà mình nhưng căn bản không ngờ rằng phương pháp kích hoạt linh lực của nàng lại phải trả giá bằng thiêu đốt linh cơ hơn nữa quá trình này khiến người ta căn bản không thể phát hiện may mắn lúc trước kim nguyên cổ thần đánh bậy đánh bạ để cổ vân ngưng tụ thành hai linh cơ mới tránh thoát một kiếp này sau khi xác định tỉ muội vu gia đã đi xa cổ vân mới chậm rãi đứng dậy xuyên qua cửa hang khổng lồ kia cổ vân có thể nhìn thấy vô số tử tinh chất trồng như núi nhưng hắn cũng không có lập tức tiến vào trong đó, mà là thu thập tử tinh của những người khác, tuy rằng chỉ có hơn trăm khối, nhưng đối với cổ vân mà nói, đã coi như là không ít. Về phần tiếp theo, cổ vân cũng không muốn ở lại chỗ này. Nếu như tỉ muội vu gia phát hiện ra cách rời khỏi thôn thiên thú, cổ vân vẫn còn đường sống. Nếu các nàng chỉ tìm được những tử tinh này, cũng không tìm được đường ra, chỉ sợ tuyệt sẽ không lưu cổ vân sống. Nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện dễ, cổ vân bị hủy mất một linh cơ, vô cùng suy yếu. Cửa động lại bị phong kín, với thực lực của cổ vân bây giờ thì căn bản không thể mở ra được. Cho nên hắn rất cần dung hợp một ít tử tinh, tăng thực lực của bản thân lên. Sau khi thu tử tinh vào trong ngực, cổ vân lập tức lấy ra một khối, hấp thu tử tinh chi lực trong đó. Âm, um, âm, um, âm, um, một tiếng vỡ tan cực kỳ nhỏ từ trong ngực truyền đến, theo đó mà đến là một loại linh lực biến hóa kỳ diệu. Điều này khiến cổ vân khẽ cau mày không đợi hắn kịp phản ứng ngực đột nhiên buông lỏng cổ vân vội vàng đưa tay sờ sắc mặt lập tức đại biến tử tinh thiếu trọn vẹn mấy chục khối hơn nữa còn đang biến mất với tốc độ cực nhanh chờ sau khi cổ vân luống cuống tay chân móc hết đồ vật trong ngực ra trước mắt chỉ còn lại năm khối tử tinh mà thôi ầm um, lại là một tiếng tử tinh nhanh chóng phai màu trong nháy mắt liền biến thành trong suốt ngay sau đó hóa thành vô số bột phấn tiêu tán vô hình ở phía trên tử tinh nguyên lai từ kim thảo rút ra một mảnh trồi non. Mãi đến lúc này, cổ vân mới chú ý tới, từ kim thảo vậy mà mọc ra mấy chục chiếc lá, tuy nhiên những lá cây này vô cùng nhỏ, phía trên cũng không có giọt nước màu tím xuất hiện. Lẽ nào, lẽ nào từ kim thảo có thể thôn phệ tử tinh? Hơi chần chờ, cổ vân liền bừng tỉnh đại ngộ, bản thân từ kim thảo sinh ra trong kim thạch, cho nên mới bị xem như trí bảo luyện thể. Mà tử tinh, lại vừa vặn ở chỗ tinh hoa của thôn thiên thú kim thạch, cũng khó trách, từ kim thảo sinh trưởng rất chậm ở bên trong không gian hỗn độn sẽ sinh trưởng nhanh như vậy. Dễ tử kim thảo lại dài thêm vài phần, hút lấy tử tinh còn lại, trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ, dù là cổ vân nhanh tay, cũng chỉ cướp về hai khối tử tinh mà thôi. Điều này khiến cổ vân có chút bất đắc dĩ, không dung hợp tử tinh, hắn muốn đào đá vụn ở cửa động, căn bản là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ phải đi vào trong động, tỉ muội vu ra đều dung hợp hơn 5.000 khối tử tinh, thực lực vô cùng bình thường, muốn lấy tính mạng Cổ Vân cũng không phải việc khó, một khi để các nàng phát hiện, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nếu như không đi vào, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết hay sao? Đang lúc Cổ Vân do dự, trong đường hầm đột nhiên truyền đến lắc lư kịch liệt. Ngay sau đó, đá vụn ở cửa động giống như bị nâng lên, từng khối từng khối lơ lửng ở giữa không trung. Không tốt, có người đến, Cổ Vân liền tranh thủ thu bảo vật của mình vào trong ngực còn không đợi cổ vân nằm trên mặt đất cửa động đã rộng mở trong sáng một lão giả bước vào trong sảnh đá phía sau lão còn có ba nam một nữ năm người này bộ lạc người mặc áo bào tím trên người hiện lên xương mù tím nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt cũng lộ ra thập phần mơ hồ không sai chính là chỗ này khí tức tử tinh thật mạnh trên mặt lão giả lộ ra vẻ kinh nghỉ bất quá sau khi tiến vào thạch sảnh hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà lại đứng vững bước chân nhìn chung quanh một vòng Thân thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, khiến hắn khẽ cau mày. Đương nhiên, hắn cũng liếc mắt nhìn thấy Cổ Vân nửa nằm nửa ngồi. "Tiểu tử, đứng lên, lão tổ, cần gì phải nói nhảm với hắn, giết hắn." Trên mặt một nam tử mũi ưng lộ ra một tia hàn mang. Với thực lực của tiểu tử này, có thể phá vỡ được động này. Lão giả đánh giá cửa hang rộng cỡ một người, bên trong lít nha lít nhít tử tinh, dù tâm tư hắn trầm ổn, trong lòng cũng không khỏi kích động vài phần nguyên lai suy đoán của mình không sai phía sau vách đá này quả nhiên là một phiến thiên địa khác tiểu tử nói mau rốt cuộc nơi này sinh ra cái gì nam tử mũi ưng sải bước ra bốn năm trượng bắt lấy cổ vân trong mắt cổ vân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trầm giọng nói giết ta cái gì sắc mặt nam tử mũi ưng lập tức đại biến hắn đã giết không ít người bất kể là trong bụng thôn thiên thú hay là ở bên ngoài nhưng chưa từng có người nào nói ra những lời này ở trước mặt hắn chẳng lẽ tiểu tử này chán sống rồi sao nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhanh nói cho ta biết nếu không ta liền nam tử mũi ưng nói đến đây cũng không biết nói cái gì cho phải giết ta dù sao nói không nói luôn luôn phải chết cổ vân hừ lạnh một tiếng hai mắt nhìn chằm chằm nam tử mũi ưng không có một tia sợ hãi vân phong thả hắn xuống lão giả đầu tiên là sửng sốt lập tức ha 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 cười nói tiểu hiếu, ngươi chỉ cần nói ra vừa rồi sinh cái gì, lão phu cam đoan tính mạng của ngươi không lo. Cổ vân nhìn về phía lão giả, khuôn mặt lão cực kỳ già nua, hai con mắt đều ẩn trong nếp gấp, nhưng trong mắt lại thoáng hiện tinh mang. Trên đỉnh đầu của hắn bao phủ xương mù màu tím dày đặc, gần như nhuộm đầu của hắn thành màu tím. Lão giả này dung hợp tử tinh, tuyệt không phải số lượng cổ vân có thể tưởng tượng. So với bốn người khác mạnh hơn mấy lần, hẳn là đầu mục trong năm người. Ngươi là ai, làm sao ta tin tưởng ngươi? Loại thời điểm này, cổ vân biết rõ chính mình không cần lại sợ hãi cái gì. Càng sợ hãi, thì chết càng nhanh. Biện pháp tốt nhất chính là dẫn những người này về phía tỉ muội vu ra. Ha 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 ha, còn có người hỏi ta vấn đề này. Lão giả cười to vài tiếng xem ra yên lặng nhiều năm, tất cả mọi người quên ta rồi. Trên thực tế ta cũng quên tên của mình, chỉ nhớ mang máng, mọi người thích gọi ta là tử tinh lão tổ. Tử tinh lão tổ sắc mặt cổ vân hơi đổi. Đây chính là tử tinh lão tổ cao cấp nhất trong bụng thôn thiên thú trong truyền thuyết, dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh. Không phải đã mấy trăm năm rồi ông ta không có tin tức sao? Sao còn sống, chẳng lẽ dung hợp nhiều tử tinh như vậy, liền có thể bất hủ trong bụng thôn thiên thú? Thế nào, tiểu hữu không tin, lão giả duỗi tay ra, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ một đạo tử quang. Trong nháy mắt, những tử quang này ngưng tụ thành thực thể, tạo thành một khối tử tinh khối tử tinh này có màu sắc còn đậm hơn cả tử tinh mà cổ vân từng thấy. Cho dù cách mấy trượng, cổ vân cũng có thể cảm nhận được lực lượng tử tinh minh mông trong đó. Lợi dụng tử tinh chi lực trên người mình ngưng tụ tử tinh, đây tuyệt không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, cho dù là người dung hợp mấy vạn khối tử tinh cũng không cách nào làm được. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, khối tử tinh này bay về phía cổ vân đây coi như là lễ gặp mặt của lão phu. Cổ vân vừa tiếp xúc với tử tinh, lực lượng của tử tinh nồng đậm tràn vào trong cơ thể cổ vân, một luồng sức mạnh cường đại xuyên qua thân cổ vân, đồng thời trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Còn không mau cảm ơn lão tổ, những lực lượng tử tinh này, đủ để bù đắp được một ngàn viên tử tinh. Nam tử mũi ưng lạnh lùng nói, một nghìn khối tử tinh, tử tinh lão tổ này xuất thủ cũng hào phóng, chỉ sợ trong bụng thôn thiên thú cũng chỉ có người này có thể xa xỉ như thế. Đa tạ lão tổ. Cổ vân chắp tay nói lời cảm tạ ta tuy rằng vừa tới đây không lâu, nhưng cũng nghe qua rất nhiều lời đồn về lão tổ, cũng tin tưởng lão tổ nhất ngôn cửu đình. Ta nguyện ý giảng giải hết thảy với lão tổ, cũng hy vọng lão tổ có thể không giết ta. Lúc nói lời này, cổ vân lại nhìn bốn người khác. Đừng nói nhảm, ta có thể không giết ngươi, nếu ngươi còn kéo dài, ta không giết ngươi không được. Nam tử mũi ưng có chút không kiên nhẫn, cổ vân không nói thêm nữa, bắt đầu từ lúc hắn gặp phu Nguyệt Nhan đặc biệt là vu gia tỉ muội lợi dụng mâm tròn kích thích linh lực của những người khác cũng nói không hết ta chỉ dung hợp hai khối tử tinh đây có lẽ là nguyên nhân ta có thể sống sót cổ vân cuối cùng lại giải thích hắn đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình có hai linh cơ bởi vì loại chuyện này cho dù là tu luyện giả bình thường cũng sẽ không tin tưởng tử tinh lão tổ nghe xong trầm ngâm một lát trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ thì ra là thế thì ra là thế tỉ muội vu gia lại muốn dùng linh lực của tu sĩ ngoại giới phá vỡ vách đá nhưng món bảo vật trong tay các nàng chỉ có thể sử dụng một lần thật đáng tiếc lão tổ hiện tại vách đá này đã mở ra chúng ta phải nhanh lên một chút miễn cho để hai tỉ muội kia đoạt trước nam tử mũi ưng lập tức nói tử tinh lão tổ cười lắc đầu nói thôn thiên thú chính là thượng cổ dị thú trên đời này e rằng ta hiểu nó nhất muốn dễ dàng thoát khỏi nơi này như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản chúng ta không cần phải gấp gáp mọi việc cẩn thận một chút trung quy không có sai một bước đi nhầm có lẽ sẽ chết không có chỗ trôn lão tổ dạy rất đúng thuộc hạ thụ giáo nam tử mũi ưng lập tức thấp giọng nói lão phu làm việc gì cũng phải giữ vững chữ làm việc không nhanh không chậm tử tinh lão tổ cười nói chính vì tính cách này của lão phu nên mới sống sót trong bụng thôn thiên thú này nhớ năm đó mấy trăm người tới đây trong đó không thiếu một số tu luyện giả nhưng những người đó đều chết từng đám từng đám, chỉ có lão phu sống sót, hơn nữa còn sống lâu như vậy. Lão tổ anh minh thần võ, chúng ta cần tuân chỉ lệnh của lão tổ. Bốn người vội vàng nói, rất tốt, tốt lắm, tử tinh lão tổ chỉ vào cổ vân nói, tiểu tử, người vào trước xem sao. Lão tổ, không phải vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta sao? Sắc mặt cổ vân đại biến, tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, ta chỉ đáp ứng không lấy tính mệnh của ngươi, chứ có nói thả ngươi rời đi đâu. Hơn nữa đây chính là cơ hội tốt để rời khỏi thôn thiên thú, chẳng lẽ người muốn bỏ qua cơ hội lần này sao? Nghe được câu này, ánh mắt cổ vân lộ ra một tia giận dữ, tử tinh lão tổ này quả thực chính là tiểu nhân lật lọc, nhưng đối mặt với loại người này, cổ vân lại vô kế khả thi. chương 44, vô tận tử tinh, tử tinh lão tổ này không có chút tín dụng nào. Nhưng cổ vân căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể nghe theo lời tử tinh lão tổ, chỉ có thể chậm rãi bước vào trong động. Tử tinh lão tổ ở phía sau một mực nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cổ vân. Chờ sau khi cổ vân tiến vào trong đó hơn 10 bước, hắn mới chậm rãi đi theo vào. Xem ra người này quả nhiên là vô cùng cẩn thận. Hang động này cực kỳ trống trải, bốn phía đều là vách đá ngâm đen. Vô số khối tử tinh giống như cây, từ dưới đất truy ra, đem huyệt động này bố trí giống như mê cung, căn bản thấy không rõ chỗ tỉ muội vu ra. Thật nhiều tử tinh, trên mặt nam tử mũi ưng lộ ra một tia tham lam. Tử tinh là thân, phía trên mọc đầy tử tinh hình lá cây, còn có hoa và trái cây hình tử tinh, nhiễm nhiên một mảnh thế giới dùng tử tinh cấu tạo. Ngay cả tử tinh lão tổ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều tử tinh như vậy, cũng là hắn bình sinh chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử, người lấy một khối tử tinh thử xem, tử tinh lão tổ cao giọng nói. Cổ vân cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một khối tử tinh. Những viên thạch anh tím này không khác gì những viên mà cổ vân đã thấy trước đó, chỉ có hình dạng 10 viên là hơi khác một chút. Lực lượng tử tinh nồng đậm nhanh chóng chảy khắp cổ vân thân. Xem ra những tử tinh này rất bình thường, không có bất kỳ cơ quan gì. Tử tinh lão tổ cũng gỡ xuống một khối, khẽ gật đầu thôn thiên thú đem tử tinh tụ tập ở chỗ này, chỉ sợ có công dụng đặc thù gì đó. Chúng ta tìm được hai tỷ muội kia trước rồi nói sau. Các ngươi bốn người chia nhau ra tìm kiếm. Tuân mệnh, bốn người rất nhanh biến mất trong rừng rậm tử tinh chỗ cửa hang chỉ còn lại cổ vân và tử tinh lão tổ lão tổ bây giờ ta có thể đi được không cổ vân mở miệng nói bất cứ người nào ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết cổ vân hắn cũng không muốn ở lại đây lâu tiểu hữu gấp gáp cái gì trong lúc rảnh rỗi lão phu tâm sự chuyện bên ngoài đã nhiều năm lão phu không nhận được tin tức từ bên ngoài những nếp nhăn trên mặt tử tinh lão tổ lộ ra vẻ tươi cười Ngươi có từng nghe nói tới Minh Nguyệt Tông? Chưa từng nghe nói qua. Minh Nguyệt Tông là tông môn lớn như vậy, người cũng chưa từng nghe nói tới. Chật chật, trong lời nói của tử tinh lão tổ có vài phần tiếc hận. Vậy chắc chắn ngươi chưa nghe nói đến Thương Vũ Nhu, đây chính là đệ nhất mỹ nữ của Minh Nguyệt Tông, nam đệ tử trên dưới của Minh Nguyệt Tông không có ai không si mê nàng. Năm xưa lão tổ từng gặp Thương Vũ Nhu hai lần, cả đời khó quên. Nói đến đây, khuôn mặt khô héo như vỏ cây của tử tinh lão tổ bóng đỏ ửng lên. Chỉ tiếc khi đó lão tổ chỉ là tạp dịch của Minh Nguyệt Tông, thương vũ nhu căn bản sẽ không nhìn bản lão tổ thêm một cái. Tử tinh lão tổ thở dài một hơi, chờ ta rời khỏi nơi này, ta nhất định phải tìm được thương vũ nhu. Tiểu tử, người nói thương vũ nhu có ấn tượng với ta không? Không đợi cổ vân trả lời, tử tinh lão tổ lắc đầu khẳng định không có ấn tượng gì. Nhưng nếu bây giờ nàng nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ khác với trước đó ta đã không còn là tạp dịch năm đó qua nhiều năm như vậy lão phu cắn nuốt vô số tử tinh chỉ sợ tu vi không sai biệt lắm với trưởng lão minh nguyệt tông hừ hừ lấy thực lực của lão phu minh nguyệt tông nhất định sẽ đối với ta lễ kính có thừa bọn họ có thể nhớ tới năm đó ta chỉ là một tạp dịch hay không ha 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 cổ vân có chút cạn lời tử tinh lão tổ này đúng là một hạt giống si tình nếu thương vũ nhu còn sống chỉ sợ cũng không còn xinh đẹp như trước nghe nói tử tinh lão tổ đã tới đây mấy trăm năm nếu thương vũ nhu còn sống ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới linh đan nếu không đã sớm hóa thành một nắm đất vàng ta đợi không được nữa rồi tử tinh lão tổ thì thào tự nói đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó tử tinh bắt đầu chậm rãi hòa tan trong chớp mắt tất cả tử tinh thụ hóa thành xương mù màu tím dày đặc chậm rãi bay về phía trung tâm. Sắc mặt tử tinh lão tổ đại biến, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, trốn đến chỗ cửa động. Biến cố lớn như vậy, tử tinh lão tổ lại lui ra ngoài, cổ vân tự nhiên cũng không muốn lưu lại nơi này. Tiểu tử, người không được qua đây, đứng ở đó. Tử tinh lão tổ gầm nhẹ, cổ vân nghe được câu này, lại có vài phần bất đắc dĩ, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất. Xem ra là người nào đó xúc động cơ quan gì đó, Nơi này quả nhiên không phải là nơi bình thường. Tử Tinh lão tổ nheo mắt nhìn phương xa, lão phu cẩn thận quả nhiên không sai. Sương mù màu tím chậm rãi tụ lại ở giữa, diện mạo toàn bộ huyệt động cũng dần dần hiển lộ ra. Đây là một hang động cực kỳ khổng lồ, gần như không nhìn thấy giới hạn. Bốn phía huyệt động đều là vách đá đen kịt, phía trên huyệt động có một vòng xoáy màu đen thật lớn, sương mù màu tím tập trung ở dưới vòng xoáy màu đen này, chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ bóng người nơi xa cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Bốn người đi theo tử tinh lão tổ đến đây phân tán ở các nơi, ở dưới vòng xoáy màu đen, tỉ muội vu ra. Lúc này, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Các nàng đi vào trong bụng thôn thiên thú nhiều năm, biết rõ tu vi mà sương mù tím đại biểu. Tử tinh lão tổ trên người cơ hồ tràn ngập tử vụ thực chất hóa càng làm cho hai người bọn họ run sợ không thôi. Sau một khắc, vòng xoáy màu đen trên đỉnh động bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giống như một cái miệng khổng lồ, xương mù màu tím lớn một trượng xuyên qua trong đó. Chuyện gì thế này, tử tinh lão tổ ẩn giấu hai con mắt nhỏ, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng lẽ nào thôn thiên thú phát hiện cái gì, muốn đem tử tinh rời đi chỗ khác. Tử tinh lão tổ bắt lấy cổ vân, nhảy lên mấy chục trượng, sau mấy hơi thở đã đi tới phía dưới vòng xoáy màu đen. Bốn người khác cũng rất nhanh tụ tập tới, tử tinh, lão, lão tổ, sắc mặt tỉ muội vu ra trở nên trắng bệch. Về phần cổ vân, hai người một chút cũng không để ý cổ vân chết sống hay không cùng các nàng căn bản không có bất cứ quan hệ gì bởi vì cổ vân không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với các nàng tử tinh lão tổ tiện tay ném cổ vân đi hư lạnh một tiếng hai người các ngươi may mắn lắm lại có thể tìm được đến đây lão tổ tha tội chúng ta chúng ta cũng chỉ là bất ngờ phát hiện ra nơi này vu nguyệt nhan vội vàng giải thích tử tinh lực trên người tử tinh lão tổ mạnh mẽ khiến nàng hít thở không thông nàng có thể cảm giác được, chỉ cần tử tinh lão tổ vung tay lên, là có thể hấp thu tử tinh lực trên người nàng. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, căm hận, nếu như cho nàng nhiều một chút thời gian, để nàng đồng hóa nhiều hơn một chút tử tinh, hà tất phải ăn nói khép nép như vậy. Hai tiểu tử các ngươi có thể vận trù nhiều năm như vậy, thật khiến ta kinh ngạc. Tử tinh lão tổ cười lạnh, được rồi, ở đây không còn việc của các ngươi nữa, rời đi đi. Cái gì, sắc mặt tỉ muội vu ra lập tức đại biến. Lão tổ, hai người chúng ta phát hiện nơi này trước tiên, cũng bỏ ra đại lượng cố gắng. Đã có thể rời khỏi nơi này, cần gì đuổi chúng ta đi chứ? Hừ, các ngươi cũng có tư cách cò kè mặc cả với ta. Trong thôn thiên thú, chỉ sợ còn không có người dám làm như thế. Tử tinh lão tổ cười lạnh, theo lão phu hiểu về thôn thiên thú, nó tự hồ phát hiện nơi này bị lộ, vì tránh cho tử tinh bị người ta cắn nuốt, nên mới di chuyển đến nơi có tử tinh, không bao lâu nữa, ngọn núi này tự nhiên cũng sẽ bị bỏ hoang. Nếu như có thể kéo dài lưu động của tử tinh, chắc chắn sẽ tiến vào mệnh môn của thôn thiên thú, cũng sẽ tìm được biện pháp rời khỏi nơi này. Nói đến đây, tử tinh lão tổ dừng lại một chút, cười lạnh nói. Thế nhưng mà, các người có tư cách gì cùng ta rời đi đây? Bổn lão tổ ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm mới đạt được cơ hội này. Nếu ngươi muốn rời đi, vậy thì đợi thêm mấy trăm năm, Đến lúc đó có lẽ có người sẽ tìm được mệnh môn thôn thiên thú cho ngươi. Ha 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 ha. ha. Tỉ muội vu ra lướt nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Rời khỏi thôn thiên thú cửa lớn đang ở trước mắt, các nàng vì thế hao phí rất nhiều cố gắng, hầu như thất bại trong gan tắc. Bây giờ đến lúc thu hoạch thành quả, lại bị tử tinh lão tổ cướp đi. Mấy người các ngươi vào xem đi. Tử tinh lão tổ vừa mới nói xong, bốn người đi theo lão lập tức phi thân tiến vào trong sương mù màu tím rất nhanh liền bị vòng xoáy màu đen thôn phệ biến mất vô tung vô ảnh. trong tay Tử Tinh Lão Tổ có bốn người tí hon màu tím, nếu nhìn kỹ thì bốn người tí hon này giống bốn người vừa rồi như đúc. không sai, quả nhiên là chỗ mệnh môn. trên mặt Tử Tinh Lão Tổ lộ ra vẻ mừng như điên. giờ phút này thân cổ vân bị giam cầm, không thể động đậy. thân thể của hắn bình thường ở trong xương mù màu tím, thoạt nhìn mông lung. Tỉ muội vu ra cách đây không tính là quá gần nhưng các nàng không thấy rõ cổ vân đang làm gì hơn nữa lúc này lực chú ý của hai người bọn họ đều đặt ở trên người tử tinh lão tổ cổ vân là người có thể tiện tay giết chết các nàng sẽ không để ý cổ vân muốn phá tan giam cầm của lực lượng tử tinh nhưng lực lượng này cực kỳ cường đại căn bản không đột phá được tử kim thảo ở ngực cũng dục dịch trong sương mù màu tím tràn ngập giống như cá khô đột nhiên đi vào trong biển rộng điên cuồng cắn nuốt lực lượng của tử tinh Cổ vân gần như có thể cảm giác được một mảnh lá cây trưởng thành, chậm rãi bỏ qua ngực hắn. Ở trung tâm tử kim thảo, vậy mà chậm rãi rút ra một cái dễ dài. Càng ngày càng dài, xuyên qua cổ áo cổ vân, một mực rũi đến dưới mũi. Đây là, đây là nhành hoa của tử tinh thảo, tử tinh thảo lại có thể nở hoa. Sự hiện hữu này khiến cổ vân hơi kinh ngạc. Hắn đạt được tử tinh thảo đã được một đoạn thời gian, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tử kim thảo nở hoa. Hơn nữa trong ghi chép của bệnh cảm hứng nói chuyện với 150 năm của linh thảo, chưa bao giờ có ghi chép tử tinh thảo nở hoa. Cho tới nay, phần lớn mọi người đều cho rằng tử kim thảo là tiên thiên linh trùng, thai ngén ở nơi có lực lượng kim thạch cực kỳ nồng đậm. Dễ non, cuối cùng được mọi người hái đi. Không nghĩ tới, ở dưới lực lượng tử tinh thúc dục hóa, vậy mà phát hiện loại biến hóa kỳ diệu này. Rất nhanh, tử kim thảo nở hoa kết trái, cuối cùng hình thành một quả nhỏ màu tím, ở phía dưới cánh mũi cổ vân, tản ra một loại mùi thơm cực kỳ đặc thù. Càng quan trọng hơn là, bên trong trái cây này ngưng tụ linh lực nồng đậm. Cổ vân bị cấm chế của tử tinh lão tổ vây khốn, không thể động đậy, lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, một ngụm nuốt trái cây màu tím này xuống. chương 45, Mệnh Môn, trái cây màu tím vừa vào miệng, lập tức hòa tan. Còn không đợi cổ vân nếm được mùi vị gì, đã truy vào trong bụng. Lực lượng tử tinh nồng đậm lập tức tràn ngập thân thể cổ vân lực lượng của tử tinh chạy khắp cơ thể của cổ vân, cọ rửa gân mạch, thậm chí còn tràn ra khỏi cơ thể của cổ vân, tạo thành xương mù màu tím dày đặc. Chỉ là bản thân cổ vân ở trong xương mù tím, cho nên cũng không khiến cho tử tinh lão tổ và tỉ muội vu ra chú ý. Lão tổ, nơi này đã là của chúng ta, không bằng dẫn chúng ta cùng rời đi. Tỉ muội vu ra mắt thấy tử vụ biến hóa, vội vàng chắp tay nói. Hai tỉ muội chúng ta chắc chắn không quên đại ân của lão tổ hai người bọn họ đã phải trả giá rất nhiều cố gắng, tuyệt đối không muốn thất bại trong gan tấc, cả đời đều bị cầm tù trong bụng thôn thiên thú. Tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, với thực lực của lão phu, e là bên ngoài chưa có địch thủ. Ra bên ngoài, lão phu lập tức thu phục mấy đại tông môn, hưởng thụ huy phong của lão tổ chân chính, ha 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 ha. Lão tổ, hai người chúng ta rời khỏi nơi này, đối với người căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, người vì sao nhất định phải đem chúng ta nhốt ở chỗ này Vu nguyệt dung lộ ra một tia dữ tợn nếu mất đi cơ hội này các nàng không biết khi nào mới có thể tìm được mệnh môn của thôn thiên thú cầm tù ở chỗ này có khác gì với chết đâu khẩu khí lớn thật tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng duỗi tay ra một đạo tử quang lập tức bao phủ thân thể Vu nguyệt dung a à, trong chớp mắt Vu nguyệt dung thống khổ kêu rên mặt cũng bị vặn vẹo màu tím nhạt trên người nàng giống như kén tằm bị lột ra từng chút một. Tử tinh lão tổ, người đã không cho tỉ muội chúng ta đường sống, ta liều chết cũng không cho ngươi rời khỏi nơi này. Vu Nguyệt Nhan hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu nhỏ. Thiên lôi châu, cổ vân biến sắc, may mà hắn cách tử tinh lão tổ không xa, nếu không căn bản trốn không thoát. Tử tinh lão tổ tựa hồ chưa từng thấy qua thiên lôi châu, căn bản không có phòng bị gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một luồng khí cường đại cuốn tới, ngay cả sương mù tím cũng bị thổi bay tứ tán. Sương mù tím dày đặc trên người tử tinh lão tổ trong nháy mắt ngưng trệ, như đồ sứ bị đánh nát, từng khối từng khối rơi xuống. Thứ gì, tử tinh lão tổ sướng sờ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát hiện trên người mình không có chút vết thương nào, lúc này mới thả lòng. Các ngươi những tu sĩ này, thật làm cho người ta chán ghét, lão phu trước khi đi, nhất định phải giết các ngươi mới được. Ánh mắt tử tinh lão tổ lộ ra vẻ giận dữ, Vu Nguyệt Nhan ôm Vu Nguyệt Dung, nhanh chóng bỏ chạy về phía sau, đối mặt với Tử Tinh lão tổ, các nàng không hề có sức đánh trả. Chỉ có dựa vào những bảo vật này mới có thể cùng hắn dây dưa. Chỉ là những bảo vật này, không thực dụng linh lực có thể sử dụng chỉ có vài món mà thôi, ngay cả Thiên Lôi Châu cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Tử Tinh lão tổ, những thứ khác càng có thể bỏ qua không tính. Thiên Lôi Châu tạo thành khí lưu khổng lồ thổi tan xương mù tím, vòng xoáy màu đen trên đỉnh thạch động bắt đầu thu nhỏ lại. Không tốt, mệnh môn sắp đóng lại, cổ vân trên mặt lộ ra một tia gấp gáp. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, hắn dung hợp tử tinh chi lực quá ít, miễn cưỡng đột phá trói buộc của tử tinh lão tổ mà thôi. Tử tinh lão tổ nhìn tỉ muội vu ra đi xa, khẽ cao mày, hắn cũng không đuổi theo, mà nhảy lên một cái, truy vào bên trong vòng xoáy màu đen. Thấy cảnh này, cổ vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tỷ muội vu ra ở nơi xa cũng thầm thở dài một hơi, nếu như tử tinh lão phu nhất định phải giết chết các nàng, các nàng căn bản trốn không thoát. Đoán chừng tử tinh lão tổ nhìn thấy vòng xoáy này sắp biến mất, lo lắng khó có thể trở về trước khi vòng xoáy biến mất, lúc này mới vội vàng tiến vào bên trong vòng xoáy. Rất nhanh, tỷ muội vu ra đã đi tới phía dưới vòng xoáy. Lúc này, vòng xoáy màu đen chỉ lớn có một trược, theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng thu nhỏ lại vô nguyệt dung đang định phi thân vào trong đó Vô nguyệt nhan lại kéo nàng lại chờ một chút tử tinh lão tổ vừa mới tiến vào trong đó bây giờ chúng ta đi vào vừa vận đụng phải hắn chờ hắn đi xa một chút chúng ta lại tiến không muộn tử tinh lão tổ này quả nhiên tu vi thông thiên đồn rằng hắn dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh lúc đầu ta còn không tin hiện tại xem ra hẳn là không giả thực lực người này quá kinh khủng cho dù là sư tổ cũng không dám đón đỡ thiên lôi châu Người này không có bất kỳ phòng bị gì, vậy mà có thể đón đỡ công kích của thiên lôi châu, thực lực mạnh, quả thực để cho người ta không thể tin được. Một khi người này rời khỏi thôn thiên thú tiến vào bên trong tinh la hải, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Phu Nguyệt Nhan trầm giọng nói, chúng ta phải tránh người này, về tông môn sớm một chút, bẩm báo chi tiết mọi chuyện ở đây. Sư tỷ nói rất đúng, bất quá, người này nên xử trí như thế nào? Phu Nguyệt Dung nhìn thoáng qua cổ vân nằm trên mặt đất, nàng không có bất kỳ ấn tượng gì với cổ vân trên thực tế tất cả tu sĩ triệu tập đến đều là quân cờ trong tay các nàng mà thôi lưu hắn một mạng thôi phu nguyệt nhan không nhìn cổ vân thêm một cái nghe được câu này trái tim vẫn luôn căng thẳng của cổ vân rốt cục cũng thả xuống trên thực tế hắn đã sớm đột phá cấm chế của tử tinh lão tổ hơn nữa sau khi nuốt quả màu tím lực lượng tử tinh trong cơ thể hắn tăng mạnh để hắn cảm thấy kỳ quái là những tử tinh chi lực này chỉ cường hóa nhục thể của hắn, cũng không có lưu tại trong đan điền. Cho nên cổ vân hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ, nhưng không cách nào lợi dụng lực lượng của tử tinh lão tổ, điều này khiến cổ vân có chút bất đắc dĩ, nếu tỉ muội vu ra ra tay, hắn chưa chắc đã chắc chắn giết chết được đối phương. Hơn nữa, dưới tình huống trước mắt, hắn cũng không có lòng đi báo thù. Tỉ muội vu ra tuy lợi dụng hắn nhưng cũng không phải nhầm vào hắn, nếu vì trận tranh đấu này mà bỏ lỡ vòng xoáy màu đen, muốn rời khỏi thôn thiên thú thì còn xa mới được. Rất nhanh, vòng xoáy màu đen thu nhỏ lại chỉ rộng bằng một người. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt, tỉ muội vu ra lúc này mới trước sau tiến vào trong đó. Trong thạch động trống trải chỉ còn lại một mình cổ vân. Cổ vân chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu đen. Ước chừng nửa nén hương, vòng xoáy màu đen thu nhỏ lại chiều rộng bằng nửa người. Lúc này cổ vân mới phi thân lên, nhảy một cái truy vào bên trong vòng xoáy màu đen. Hắc ám, hắc ám vô biên vô hạn, Cổ Vân cảm giác được một luồng sức mạnh cường đại đang thúc đẩy chính mình, nhưng khác với sức mạnh lúc trước bị nuốt vào, luồng sức mạnh này vô cùng dịu dàng, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng nhìn thấy một tia sáng từ nơi xa phát ra. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cửa hang rộng cỡ hai người. Bên trong cỏ xanh như tấm đệm một cỗ linh lực quen thuộc theo đó đập vào mặt linh lực nơi này lại có linh lực trong lòng cổ vân không khỏi vui vẻ chẳng lẽ nơi này đã đến ngoại giới rồi sao chuyện này không khỏi cũng quá đơn giản đi sau khi tiến vào trong động cảnh tượng trước mắt khiến cổ vân khẽ cau mày nơi này thế mà vẫn là một huyệt động chỉ là trong đó mọc đầy cỏ cây mà thôi cách đó không xa hai tỉ muội vu gia đang ngồi xếp bằng đối diện hai người là tử tinh lão tổ và bốn gã thủ hạ của hắn Nơi này là cửa ra vào của thôn thiên thú, tuyệt đối là nơi này. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, kim nguyên cổ thần hưng phấn kêu lên. Khống chế thôn thiên thú thì có thể ngao du hảo vũ, thần lực trong tầm tay, quá tốt rồi. Tốt quá đi, tiểu tử, mau đi tìm mệnh châu của thôn thiên thú, không được để người khác cướp đi. Kim nguyên cổ thần vui mừng quá đỗi, cổ vân ngược lại không hưng phấn như hắn. Tỷ muội vu gia và tử tinh lão tổ đều là thứ hắn không trêu chọc nổi, bất kỳ bên nào muốn giết hắn đều vô cùng dễ dàng. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ của hắn chính là sống sót. Đám tỉ muội vu gia và tử tinh lão tổ thấy cổ vân xuất hiện, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, lại đây, tử tinh lão tổ phất phất tay. Cổ vân đạo hiếu, tử tinh lão tổ cũng không phải là tu sĩ, người này lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta phải hợp tác mới có thể rời khỏi nơi này. Vu Nguyệt Nhan cao giọng nói, nam tử mũi ưng nhìn chằm chằm cổ vân mấy lần, trầm giọng nói, "Ngươi tên Cổ Vân, trước đó hai người các nàng đã lợi dụng ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng bọn họ, đi theo lão tổ mới là chính đồ. Một khi thôn Thiên thú rời đi, lão tổ nhất định có thể trở thành bá chủ một phương, chúng ta cũng được ích lợi không nhỏ." Cổ Vân quan sát xung quanh vài lần, nơi này dường như xảy ra một số tranh đấu. Bởi vì linh lực nơi đây xuất hiện, tỉ muội Vu Gia tự nhiên có thể thi triển ra một ít linh lực pháp quyết và linh bảo, xem ra Tu Vi hai người này không kém vậy mà có thể rằng có cùng tử tinh lão tổ. Sự xuất hiện của mình, tự nhiên phá vỡ cân bằng này. Cho nên hai bên mới cố gắng lôi kéo mình, thoáng trầm ngâm một chút, cổ vân mở miệng nói, mục đích của chư vị là gì? Tự nhiên là rời khỏi nơi này, nam tử mũi ưng hừ lạnh nói, nếu chư vị đã muốn rời khỏi nơi này, vì sao còn muốn tranh đấu? Nơi này có hung hiểm hay không? Làm sao rời khỏi nơi này? Cổ vân liên tiếp đưa ra mấy vấn đề nếu tiếp tục tranh đấu, chỉ sợ không ai ra được. Bình tĩnh mà xem xét, cổ vân không tin tưởng bất kỳ người nào. Tỉ muội vu ra lợi dụng mình, hai người này tuyệt đối không đáng tin. Mà tử tinh lão tổ, tuyệt đối là một tiểu nhân nói không giữ lời. Mặc kệ hợp tác với ai, cổ vân cũng chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt. Nếu hai phe này đã có thực lực ngang nhau, cổ vân không ngại tiếp tục duy trì sự cân bằng này. Vậy ngươi có ý gì? Tử tinh lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ vân. Hợp tác, chúng ta cùng hợp tác tìm lối ra, đợi rời khỏi đây, đảm bảo an toàn, chúng ta lại suy nghĩ chuyện khác. Chẳng lẽ các người còn muốn ở chỗ này ngây người mấy chục năm sao? Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Phu Nguyệt Nhan mở miệng trước nói. Ngươi nói không sai, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, từ tinh lão tổ cũng gật đầu, hắn đã ở trong bụng thôn thiên thú mấy trăm năm, vô luận như thế nào cũng không muốn bị cầm tù ở chỗ này nữa nếu chư vị đều đồng ý đề nghị của tại hạ vậy thì chia nhau ra tìm kiếm mệnh môn chân chính của thôn thiên thú cổ vân trầm ngâm một chút rồi nói thôn thiên thú chính là dị thú thượng cổ thực lực tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được cho dù tìm được mệnh môn cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài tại hạ từng xem qua một điển tịch thượng cổ trong đó miêu tả mệnh môn của thôn thiên thú cổ vân nào biết chỗ của mệnh môn Hắn chỉ dựa vào một ít hiểu biết của Kim Nguyên Cổ Thần đối với Thôn Thiên Thú mà thôi. Về phần Kim Nguyên Cổ Thần hiểu bao nhiêu về Thôn Thiên Thú, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ lắm. Chương 46: Không cách nào khống chế lực lượng. Những người khác nghe được lời của Cổ Vân, ánh mắt đều không khỏi sáng lên. Khống chế mệnh môn của Thôn Thiên Thú. Bọn họ đương nhiên không biết Cổ Vân thuận miệng nói, Cổ Vân cũng không hiểu cái gì là phương pháp khống chế mệnh môn, hắn dựa vào chính là Kim Nguyên Cổ Thần. Kim Nguyên cổ thần đã sớm nói, một khi tìm được mệnh môn của thôn thiên thú, hắn có thể thu phục nó. Muốn rời khỏi nơi này tự nhiên không thành vấn đề. Nếu nói tỉ muội vu gia và tử tinh lão tổ không có hứng thú với phương pháp khống chế mệnh môn của cổ vân, vậy thì tuyệt đối là giả. Nhưng mà tình huống bây giờ, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ với cổ vân. Thứ nhất, hiện tại cổ vân đã khôi phục linh lực, không còn là một kẻ tay trói gà không chặt như trước. Thứ hai, mặc kệ bên nào khó, cổ vân nhất định sẽ ngả về phía bên khác, sự cân bằng này cũng sẽ bị phá vỡ. Giống như ngươi nói, chúng ta chia nhau tìm kiếm, nhưng tìm được người của mệnh môn, có quyền ưu tiên rời khỏi. Tử tinh lão tổ trầm giọng nói, mảnh không gian này cực rộng, cỏ xanh như đệm, tám người muốn tìm được mệnh môn, cũng không phải là chuyện dễ. Càng quan trọng hơn là, mệnh môn này là dạng gì, cũng không có người biết. Tiểu tử, người thông minh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, người vốn thực lực yếu nhất, chỉ vì một câu này lập tức chiếm chủ động kim nguyên cổ thần mở miệng nói cổ vân không có tâm trạng nói nhảm với hắn tiền bối mệnh môn của thôn thiên thú ở đâu sau khi tìm được mệnh môn thì nên làm thế nào nơi này hẳn là mệnh môn của thôn thiên thú tương tự với đầu của nhân loại các ngươi nhưng mà ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của nhân loại để cân nhắc dị thú thượng cổ thôn thiên thú cũng không có linh trí đáng nói chỉ là thông qua mệnh môn cảm giác ngoại giới hắn cảm giác địa phương ngoại giới chính là lối ra cho nên đợi đến khi hắn cảm giác được bên ngoài các ngươi có thể rời đi cổ vân nghe được lời ấy trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ theo ta được biết thôn thiên thú có thói quen ngủ say ít thì mấy năm nhiều thì mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm chẳng lẽ ta vẫn luôn chờ ở chỗ này sao cái này thì không cần ta hiện tại bắt đầu luyện hóa mệnh môn của thôn thiên thú chờ ta luyện hóa thành công liền có thể mở ra lối ra cho ngươi Nghe được câu này, cổ vân cuối cùng cũng yên tâm lại. Nhưng hắn cũng sẽ không dừng lại, giả vờ giả việt tìm kiếm khắp nơi. Cho dù là tử tinh lão tổ hay là tỉ muội vu gia đều là hạng người không dễ ở chung. Cổ vân suy nghĩ, đợi kim nguyên cổ thần luyện hóa mệnh môn của thôn thiên thú xong thì tự mình rời đi. Một khi ra đến bên ngoài, bọn họ đều không cần chính mình nữa, đặc biệt là tử tinh lão tổ, thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như động sát ý với chính mình, chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Thời gian từng chút trôi qua, mấy canh giờ sau, mọi người vẫn không thu hoạch được gì, nam tử mũi ưng thậm chí đến tìm cổ vân một lần, rồi lại bất đắc dĩ rời đi. Tính nhẫn nại của những người khác cũng không tệ, cũng khó trách, bọn họ đều bị cầm tù mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, cũng không kém một ngày hai ngày như vậy. Suốt cục, ở ngày thứ năm, trên một đồng cỏ ở góc Tây Bắc, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen thật lớn. Cùng lúc đó, Kim Nguyên cổ thần cũng lập tức nói. Tiểu tử, Ta đã luyện hóa xong, lối ra mở ra. Cái gì? Vì sao không có bất cứ dấu hiệu gì? Cổ Vân nhìn vòng xoáy màu đen cách đó mấy trăm trượng, sắc mặt hơi đổi, hắn còn muốn rời đi sớm hơn để tranh thủ thêm chút thời gian. Hiện tại cái này vòng xoáy màu đen vòng xoáy như thế bắt mắt, Cổ Vân muốn sớm đi cũng không kịp rồi. Thần lực của bản thân tôn cũng không có bao nhiêu, có thể luyện hóa thôn thiên thú, để nó mở ra mệnh môn cảm giác ngoại giới cũng không tệ, sao có thể cân nhắc tinh tế như thế? Kim Nguyên cổ thần lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi nhanh chuẩn bị rời đi đi, lần này cảm giác thời gian ngoại giới sẽ không quá dài, nếu lại trì hoãn, lần sau còn không biết lúc nào. Nghe được câu này, cổ vân lập tức ngự phi kiếm, gấp độn về phía vòng xoáy màu đen kia. Những người khác cũng dồn dập chạy tới, rất nhanh, tám người đều xúm lại trước vòng xoáy màu đen. Kỳ quái, vừa rồi nơi này không có gì cả, làm sao đột nhiên xuất hiện. Nam tử mũi ưng có chút nghi hoặc nói theo vòng xoáy màu đen mở rộng, trong đó dần dần hiện ra một tia màu xanh ra trời. Mau nhìn, đó là cá, còn có san hô, nai nịt, đây là đáy biển. Mấy tức sau, vòng xoáy màu đen mở rộng đến chiều rộng của một người, cảnh tượng trong đó trở nên thập phần rõ ràng, cái này nhiễm nhiên chính là một góc nhỏ dưới đáy biển, hơn 10 con cá nhỏ bơi qua bơi lại, lộ ra có chút tự tại. Ha ha ha, rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi. Tử tinh lão tổ cười ha ha ha, hai mắt hắn đỏ bừng, thậm chí có một tia ướt át. Nhưng dù có như vậy, tử tinh lão tổ vẫn nhìn cổ vân một cái. Ngươi ra ngoài trước đi, cổ vân đảo mắt, nói, mệnh môn này mở ra thật kỳ quái, không giống với trong ghi chép, ta sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Nhớ đâu, nhớ đâu đây không phải con đường thông hướng ngoại giới thì sao? Tiểu tử, người không có lựa chọn khác, ra ngoài hay là chết? Tử tinh lão tổ hư lạnh một tiếng, hắn ta lại nhìn về phía tỉ muội vu ra. Cổ vân, nếu như chờ chúng ta đi ra ngoài, người còn muốn sống sao? Vu Nguyệt Dung hừ lạnh nói. Những lời này của nàng nói không sai, đây cũng chính là điều cổ vân lo lắng. Trên thực tế, Kim Nguyên Cổ Thần đã sớm nói, đây chính là lối ra, căn bản không cần lo lắng bất cứ cái gì. Hắn đoán chừng bày ra một bộ tư thái khó xử, chính là muốn chiếm được tiên cơ. Cổ vân càng như thế, những người khác cũng càng cẩn thận, thậm chí đợi cổ vân ra ngoài một thời gian, mới dám ra ngoài các ngươi, các ngươi, trên mặt cổ vân lộ ra một tia tức giận, thả người nhảy một cái, truy vào trong vòng xoáy. Nhanh lên, nam tử mũi ưng thúc giục nói, trong nháy mắt, một dòng nước lạnh bao phủ lấy cổ vân thân. Mặn, ướt, nước chảy, đây đều là cảm giác của biển cả. Rời đi, rốt cuộc rời đi, cổ vân nhìn nước biển rộng lớn, trong lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hắn rốt cuộc thoát khỏi thôn thiên thú, đây chỉ sợ là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm qua, cũng không ai có thể làm được. Nơi đây không thể ở lâu, cổ vân lập tức độn ra vài chục trượng, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Một khi tỉ muội vu ra và tử tinh lão tổ đi ra, sợ rằng sẽ ra tay với mình. Đúng lúc này, trong đan điền đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó, thân hình cổ vân như muốn nổ tung, từng đạo xương mù màu tím từ trên da thịt thẩm thấu ra ngoài. Đây là, làm sao vậy, cổ vân cố nén đau nhức, nhưng thân thể của hắn đã không thể di động. Trong vòng xoáy, tử tinh lão tổ nhìn cổ vân độn ra xa như vậy, trong lòng mừng rỡ. Có cổ vân làm thí nghiệm, hắn cũng chẳng có gì phải sợ. Chỉ là động tác thống khổ cứng ngắc của cổ vân cũng không khiến cho bọn họ chú ý. Đi, đám người mũi ưng lập tức nhảy ra ngoài. Tử tinh lão tổ theo sát phía sau bọn họ ha 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 ha. Minh Nguyệt Tông, ta đến rồi, thương vũ nhu sư tỷ người còn nhớ ta không? Ta đã không còn là ta trước kia, ta. Lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt tử tinh lão tổ ngưng kết. Phốc phốc phốc, trên người hắn truy ra từng đạo sương mù màu tím, nhuộm nước biển thành màu tím. Theo hắn bay lên mặt biển, sương mù màu tím phun ra cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có một khối cổ thể màu tím giống như băng trùy, từ trong đan điền của hắn bay ra. a à, tử tinh lão tổ thống khổ rên rỉ, hai mắt trợn tròn, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bốn người khác cũng không khá hơn bao nhiêu so với tử tinh lão tổ. Mặc dù bọn họ không có tinh thể màu tím phá thể mà ra, nhưng sương mù màu tím trên người nhanh chóng bắn ra, trên người gần như không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Cách đó không xa, ánh mắt cổ vân lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên người hắn chỉ có một chút sương mù tím phân ra mà thôi, tuy rằng hiện tại thân thể không thể động, nhưng cũng không giống đám người tử tinh lão tổ, trên người không có một chỗ nào hoàn thành. Ở trong vòng xoáy, tỉ muội vu gia đang chuẩn bị đi ra, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ biến cố của tử tinh lão tổ khiến các nàng gần như không thể tin được. Chẳng lẽ tử tinh chi lực không cách nào đưa ra bên ngoài? Phu Nguyệt Dung cả kinh nói, một khi rời khỏi cơ thể thôn thiên thú, sẽ nổ tung ly thể. Đúng vậy, dung hợp tử tinh tăng thực lực lên quá đơn giản, gần như không cần tu luyện. Ở bên ngoài tu luyện, căn bản không có khả năng có tốc độ dễ dàng tăng lên tu vi bản thân như thế. Hai người ngây dại, cửa ra ở ngay trước mặt các nàng, nhưng vô luận như thế nào các nàng cũng không dám bước ra một bước này. Nói không chừng kết cục của bọn họ cũng giống như Tử Tinh lão tổ. Lúc này, các nàng lại có chút hâm mộ Cổ Vân. "Tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Cổ Vân hét lớn. Vẻ mặt Kim Nguyên cổ thần ngưng trọng, hiển nhiên việc này nằm ngoài dự liệu của hắn. Lực lượng của thôn thiên thú có thể so với thần lực thượng cổ, có lẽ lúc các ngươi dung hợp, cũng không tính là chân chính dung hợp, chỉ là tồn tại ở trong cơ thể mà thôi. Chờ đến khi các ngươi rời khỏi thôn thiên thú, thân thể của các ngươi không thể thừa nhận được lực lượng cường đại như thế, mới có thể rời khỏi cơ thể mà ra. Thật ra ta cũng không ngờ, nếu ta sớm biết, căn bản sẽ không để ngươi dung hợp tử tinh. Cổ vân cắn răng, sau khi cơn đau dữ dội qua đi, cơ thể bắt đầu có thể hoạt động một chút. Điều này cũng không có gì kỳ quái, cổ vân dung hợp lực lượng tử tinh cũng chỉ hơn một ngàn khối. Trong đó phần lớn đều là dùng để cường hóa thân thể bên ngoài, trong đan điền căn bản không tồn tại, cho nên hắn tiếp nhận đau đớn ra thịt, sau khi đem những tử tinh chi lực này phóng xuất ra, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng cổ vân vẫn có thể cảm giác được bản thân không quá suy yếu, đây có thể là tác dụng của tử kim thảo. Linh lực thu nạp thông qua tử tinh thảo quả cũng không tiêu tán. Đám người tử tinh lão tổ dung hợp tử tinh căn bản không thể đếm hết, chịu tổn thương cũng vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, khi tử tinh chi lực tiêu tán, đám người tử tinh lão tổ cũng bắt đầu giả yếu nhanh chóng, trên người hiện ra từng mảng màu tối vằn, da thịt cũng bắt đầu suy sụp theo. Không có tử tinh chi lực, là một người bình thường, thọ nguyên của tử tinh lão tổ đã sớm đi đến cuối con đường. Đợi đến khi lực lượng tử tinh hoàn toàn tiêu tán, tử tinh lão tổ chỉ sợ cũng đi đời nhà ma. Tử tinh lão tổ vô lực trôi nổi trong nước biển, hai mắt hắn nhìn chầm chầm vào cổ vân. Cổ vân cầm một hộp gấm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí thu viên đá tử tinh mà tử tinh lão tổ vừa phá thể mà ra vào trong một cái hộp gấm đây chính là chân bảo cực kỳ hiếm thấy để nó tiêu tán trong nước biển thì quá lãng phí cổ vân tử tinh lão tổ miễn cưỡng nói ra hai chữ hắn đã không còn chút khí lực nào thậm chí ngay cả việc tích nước cũng rất khó làm được mà bốn người nam tử mùi ưng sớm đã không còn bất kỳ khí thức gì bộ phận khí lực trên người ta biến mất không thấy ta cảm giác ta sắp chết Tử tinh lão tổ kéo dài giọng nói nặng nề. chương 47, trở về trong lòng giống như mũi tên, tỉ muội vu ra ở trong cơ thể thôn thiên thú, động cũng không dám động. Cửa lớn thoát khỏi thôn thiên thú đang ở ngay trước mặt các nàng, nhưng một khi bước ra một bước này, ai cũng không thể dự liệu được sinh tử. Tử tinh lão tổ là tồn tại cường đại cỡ nào, hiện tại chỉ là nhỏ mạnh hết đà, chỉ sợ chỉ có một khắc đồng hồ tính mạng. Hâm mộ, ghen ghét, tuôn trào về phía tỉ muội vu ra, sớm biết như thế, các nàng hẳn là nói lực lượng tử tinh trong cơ thể tiêu tán, nhưng mà hiện tại hết thảy đều đã chậm. Vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, các nàng đã mất đi cơ hội quý giá lần này. Còn không biết lần sau là lúc nào, tên nhóc cổ vân kia, người sợ cái gì, lão phu sắp chết rồi, còn có thể uy hiếp được ngươi hay sao? Tử tinh lão tổ cười khổ nói, không biết lão tổ có gì chỉ giáo, cổ vân cũng không áp sát quá gần, cẩn thận hỏi ta cảm giác được từ tinh lực trong cơ thể đang trôi qua. Bây giờ nghĩ lại một chút, ta thật sự quá buồn cười, những thứ tử tinh này đều là của thôn thiên thú, ta chỉ là sâu mọt trong cơ thể thôn thiên thú, một khi ta rời khỏi thôn thiên thú, căn bản không cách nào giữ lại những tử tinh này. Càng đừng nói sống sót, tử tinh lão tổ tự diễu nói, trên mặt tràn đầy ý cười bất đắc dĩ. Ta hận, ta muốn, vì sao ta không thể bảo tồn những tử tinh chi lực này. Dù là một tháng cũng được, một ngày cũng được ta muốn để những người năm đó xem thường ta tận mắt nhìn thấy ta nhìn thấy thực lực của tử tinh lão tổ ta thế nhưng thế nhưng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi cổ vân không nói một lời hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của tử tinh lão tổ tiểu tử ta muốn làm giao dịch với ngươi ta có một món bảo vật có liên quan tới thôn thiên thú chỉ cần ngươi có thể giúp ta hiểu rõ tâm nguyện ta sẽ tặng nó cho ngươi tử tinh lão tổ đột nhiên mở miệng nói bảo vật có liên quan tới thôn thiên thú ánh mắt cổ vân lộ ra một tia cẩn thận ngươi không cần lo lắng món bảo vật này không ở đây mà ở minh nguyệt tông năm đó lúc ta làm tạp dịch ở minh nguyệt tông đã giấu món bảo vật kia ở phòng tạp dịch của ta cách mặt đất một trường tìm được nó chính là của ngươi đây là một kiện bảo vật gì ngươi có yêu cầu gì cổ vân trầm giọng hỏi năm đó ta chỉ là một tạp dịch căn bản không phải tu sĩ ta chỉ biết đây là một món bảo vật oanh động minh nguyệt tông, chỉ tiếc bọn họ căn bản không thể tưởng được, món bảo vật này vậy mà rơi vào trong tay của ta. Trên mặt tử tinh lão tổ lộ ra một nụ cười giảo hoạt, vốn ta định đưa cho thương vũ nhu sư tỷ đáng tiếc không có cơ hội này. Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ mong người tới minh nguyệt tông xem thử, nếu có thể gặp được hậu duệ trong tộc, cho bọn họ một ít lợi ích, tốt nhất là truyền thụ cho bọn họ một ít phương pháp tu luyện, để bọn họ trở thành tu sĩ ngàn vạn lần đừng giống như ta, trở thành một tạp dịch người người có thể ức hiếp. Chuyện này ta có thể làm được, cổ vân gật đầu, xin hỏi tục danh của lão tổ. Ta tên là Lý Nhị Đản, là tạp dịch đời thứ 85 của Minh Nguyệt Tông. Cổ vân nghe được cái tên này, có chút không biết nói gì, hắn thực sự không thể nào liên hệ Lý Nhị Đản với cái tên kinh thiên địa khiếp quỷ thần tử tinh lão tổ này. Nếu, nếu thương Vũ Nhu Sư Tỷ còn sống, ngươi có thể nói cho nàng biết tên của ta hay không? xem nàng có còn nhớ ta hay không. Tử tinh lão tổ cố nén nói ra câu nói cuối cùng, một tia màu tím cuối cùng trên người hắn cũng phóng thích ra, sinh cơ trên người trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này tại thôn thiên thú trong bụng ngang dọc mấy trăm năm, tự xưng lão tổ phàm nhân đã chết. Cổ vân khẽ thở dài, tuy rằng năng lượng của tử tinh rất mạnh, nhưng dù sao cũng không thuộc về bản thân, một khi rời khỏi thôn thiên thú, năng lượng của tử tinh trong nháy mắt biến mất, chắc chắn phải chết. May mắn mình sớm rời khỏi thôn thiên thú, nếu không nói không chừng cũng giống như tử tinh lão tổ này. Vòng xoáy màu đen từ từ thu nhỏ lại, thôn thiên thú cảm giác được ngoại giới liền muốn kết thúc. Tỉ muội vu ra nhìn chầm chầm vào cổ vân bên ngoài, cố gắng muốn nói gì đó. Chỉ là giọng nói của bọn họ, cổ vân căn bản không thể nghe được. Hơn nữa cổ vân căn bản không có hứng thú nghe. Sau khi cất kỹ tử tinh, cổ vân lập tức phá nước mà lên. Không bao lâu sau, cổ vân ngự kiếm đứng trên mặt biển. Mặt biển bao la, xanh thẳm một mảnh, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy hòn đảo nhỏ, chung quanh còn có mấy con chim biển kêu to ở Âu Âu. Cuối cùng cũng rời khỏi thôn thiên thú rồi, thời gian tuy không phải quá dài, nhưng lần này lại lưu lại ấn tượng khó quên cho cổ vân. Cổ vân lấy ra mấy tấm hải đồ, đây là trên đảo San Hô Ô Mộc Tộc, trên người mấy tráng hán bản địa kia có được. Đây là một nơi tên là Tinh La Hải, trên mặt biển bao la, có vô số hòn đảo, cũng có không ít tông môn tu luyện. Nơi cổ vân hái thuốc, xem như là nơi vắng vẻ nhất tinh La Hải, chưa có người đi. Hơn nữa cứ cách 3 năm hái thuốc, thời gian mỗi lần hái thuốc rất ngắn, cho nên gần như rất khó gặp được tu sĩ tinh La Hải. Có lẽ đây là do Phượng Gia lão tổ cố ý làm, bọn họ có thể không muốn đời sau của mình tiếp xúc với tu sĩ tinh La Hải. Mất mấy ngày, cổ vân mới biết rõ ràng phương vị của mình. Khoảng cách đến trận Pháp truyền tống cũng không tính là quá xa. Cổ vân quy tâm như mũi tên, không dừng lại lâu trên tinh la hải mà ngựa kiếm bay đi. Mười ngày sau, cổ vân rốt cuộc tới đảo Ô Mộc Tộc. Khiến cổ vân có chút thất vọng là, Ô Mộc Nhược Nhi thế mà không thấy, hắn tìm kiếm không ít hòn đảo xung quanh, căn bản không thấy bóng dáng Ô Mộc Nhược Nhi. Thậm chí ngay cả dấu vết nhóm lửa nấu cơm cũng không có. Nhưng nơi này cũng không có dấu vết đánh nhau, khiến cổ vân thoáng yên tâm đủ loại dấu hiệu cho thấy ô mộc nhược nhi đã rời khỏi nơi này từ lâu hiện tại cổ vân lòng như mũi tên hắn biết rõ sau khi mình bị thôn thiên thú cắn nuốt người nhà của mình đã mất đi chỗ rửa cuối cùng không có mình phi lư gia sẽ làm như thế nào cổ vân không thể tưởng tượng nổi trở về trong lòng như tên trận pháp truyền thống của phượng minh gia tộc ba năm mới mở ra một lần cổ vân cũng không quản được nhiều như vậy hắn quyết định đi thử vận may trong phượng minh gia tộc một đám lão giả tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ ngưng trọng, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ giật nảy mình, đám lão giả này có tới hơn 10 người, vậy mà đều là cường giả cảnh giới linh đan. Sau khi Phượng Giao Nguyệt từ Tinh La Hải trở về, cũng không có bất kỳ dấu hiệu tiến giai linh sư nào, hơn nữa nàng cả ngày bế quan không ra, không quản lý công việc gia tộc, ta đề nghị diếu cợt nàng tư cách tộc trưởng ngoại tộc. Nhị trưởng lão, những năm này Giao Nguyệt cố gắng, những lão gia hỏa chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nàng có thể vận khí không tốt, không đạt được chân truyền của lão tổ ở tinh La Hải. Hừ, chỉ là cảnh giới linh sư, vậy mà tốn hao nhiều năm như vậy, mặt mũi phượng gia ta mất hết. Mấy nhà đầu nội tộc kia, tuy rằng không chịu cố gắng, nhưng trước 10 tuổi cũng đều tiến giai linh sư. Một bà lão hừ lạnh nói, ngoại tộc sao có thể so sánh với nội tộc, những năm gần đây, bộ đan dược thu thập được luyện chế từ linh dược đưa cho nội tộc, ngoại tộc chỉ có một ít linh thảo bản địa luyện chế thành linh dược rác rưởi. Sao Nguyệt có tu vi bực này cũng coi như không tệ, hơn nữa các hãng công việc ngoại tộc, nhà đầu kia cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, để chúng ta bớt lo không ít. Được rồi, lão giả ngồi ở giữa vừa mở miệng, những người khác đều ngừng thảo luận sự tình ngoại tộc cũng không cần quản quá nghiêm khắc, nhớ kỹ, phượng ra chúng ta đi tới nơi hẻo lánh này, là vì nghỉ ngơi lấy lại sức, trở về tinh La Hải chứ không phải là thảo luận một đệ tử ngoại tộc có thể tiến giai linh sư hay không chuyện ngoại tộc ngoại tộc tự mình xử lý chỉ cần có thể cung cấp đan dược linh thạch cho nội tộc chúng ta là được sắp tới ngày quay về tinh la hải các ngươi không cần sinh sự nữa nên suy nghĩ thêm một chút kế tiếp nên làm như thế nào làm sao lợi dụng các tu luyện giả nam nhạc quốc nhiều hơn đại trưởng lão nói rất đúng chúng ta đều nghe theo đại trưởng lão đại trưởng lão đồ vật trận pháp đã chuẩn bị đầy đủ lệnh bài truyền tống lão tổ để lại cũng đã chuẩn bị xong, nhưng muốn bố trí tốt, còn cần một khoảng thời gian. Đại trưởng lão nghe tiếng gật gật đầu, hắn nhìn về phía một lão giả dáng thấp phượng tam, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Tuân mệnh, bẩm đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, người tiêu giao minh mấy ngày nay tới cửa, nhất định phải chúng ta mở ra trận pháp truyền tống trận. Nói thiếu minh chủ trương tiêu giao của bọn họ còn chưa trở về Người nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi Thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi nhưng đã có cảnh giới linh sư trung kỳ. Thanh Minh, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Trên mặt đại trưởng lão lộ ra một tia yêu thương. Mấy ngày nay để ngươi một mực xử lý việc vặt vãnh của gia tộc, chậm trễ thời gian tu luyện của ngươi. Đại trưởng lão nói quá lời, ta là người phượng minh gia tộc, vì gia tộc phân yêu cũng là chuyện đương nhiên. Từ hôm nay trở đi, ngươi trở về nội tộc tu luyện, chuyện ngoại tộc ta tự do an bài. Đại trưởng lão trầm giọng nói, về phần tiêu giao minh, cứ làm theo lời bọn họ nói đi. Tiêu Giao Minh này, tính là cái gì, một tên nhà giàu mà thôi. Mấy tu sĩ linh đan trên mạng cũng không biết vì sao. Chúng ta trực tiếp diệt môn Phượng Minh gia tộc này, nếu không còn tưởng rằng Phượng Minh gia tộc ta dễ bắt nạt. Hơn nữa Trương Tiêu Giao kia chắc chắn đã chết, nếu không lâu như vậy còn không trở lại. Đại trưởng lão lắc đầu nói, Tiêu Giao Minh ta tự nhiên không để ở trong mắt, muốn diệt môn hắn cũng rất dễ dàng nhưng tiêu giao minh dù sao cũng xem như một trong năm đại tông môn của nam nhạc quốc một khi động đến hắn nhất định sẽ khiến tu chân giới của nam nhạc quốc chấn động phượng minh gia tộc ta tới đây cũng không phải muốn ở chỗ này khai tông lập phái mà là nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ cần những tông môn khác không làm quá phận cứ để bọn họ đi thôi bọn họ muốn mở ra trận pháp truyền tống cũng được nhưng linh thạch cần có thì bọn họ cung cấp tuân mệnh hơi trầm ngâm một chút Đại trưởng lão lại nói Phượng Minh gia tộc ta sắp trở về Tinh La Hải, ta không muốn có bất kỳ ngoại sự quấy nhiễu. Một khi trở về Tinh La Hải, Phượng Minh gia tộc ta chắc chắn sẽ bị gia tộc khác làm trọng thương, cho nên chúng ta phải có đủ đệ tử mới được. Ta muốn mượn chuyện thông gia, hấp thu càng nhiều người trở thành một thành viên của Phượng Minh gia tộc. Quan hệ thông gia, đúng vậy, chính là thông gia. Trước đó Tiêu Giao Minh không phải rất có hứng thú với nhà đầu Phượng Giao Nguyệt này sao? Chỉ tiếc, Thiếu minh chủ của bọn họ đã chết ở Tinh La Hải. Không đơn thuần là Tiêu giao Minh, còn có mấy tông môn khác. Để ngoại tộc lập tức thương lượng chuyện thông ra, xử lý thỏa đáng quan hệ mấy tông môn này. Chương 48: Trở về trong đại sảnh Phi Lô gia. Phi Lưu Chân Vong và Cổ Phi Long ngồi đối diện nhau. Chúc hai gia tộc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phi Lưu Chân Vong giơ chén trà trong tay lên, chỉ cần hai nhà chúng ta chung sức hợp tác sớm muộn gì cũng có thể đứng ngạo nghễ trước chúng gia tộc thanh sơn môn cổ phi long nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm linh trà khẽ lắc đầu nói đã lâu chưa được thưởng thức phi lô linh trà hôm nay rốt cuộc có thể lĩnh ngộ tư vị lần này một lần nữa phi lư chân vong nghe được câu này trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nếu như không phải hắn vô cùng coi trọng hợp tác với cổ phi long căn bản không nỡ lấy ra linh trà chân quý từ sau khi đưa cây linh trà kia cho cổ vân nguồn gốc của linh trà cũng bị đứt đoạn. Linh trà hiện tại đều là sớm mấy năm tích chữ, uống một chút liền ít một chút. Nhưng chuyện này, hắn cũng không tiện mở miệng. Trên thực tế, phi lưu chân vong cũng không dự liệu được cổ vân sẽ vẫn lạc như thế. Hắn vốn cho là mình dựa vào một cây đại thụ, không nghĩ tới cây đại thụ này còn chưa thành tài, đã ẩm vang sụp đổ. Tất cả cố gắng trước đó hắn ta phải trả giá đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhận được tin tức cổ vân vẫn lạc, Phi Lưu chân vong quả thực không thể tin được. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đều đã sáng tỏ, ngay cả Thanh Sơn môn thừa nhận cổ vân tử vong. Phi Lưu chân vong âm thầm may mắn, hắn chỉ âm thầm liên hệ cổ vân, cũng không trở mặt với cổ gia, như thế thì hợp tác với cổ gia còn có thể tiếp tục. Cổ Phi Thiên, người cũng có ngày hôm nay. Cổ Phi Long cười lạnh nhìn nam tử bị trói gô ngoài cửa, trên mặt lộ ra một tia đùa bỡn. Con của ngươi cổ vân đã chết, hài cốt không còn, người cũng đừng nghĩ trong lòng có kỳ vọng gì cổ phi long trêu chọc nói chỉ tiếc người có tư chất nhất cổ ra chúng ta lại chết như vậy ta không tin ta không tin vân nhi sẽ chết ta không tin mặt mũi cổ phi thiên tràn đầy vẻ bi thống mấy ngày trước hắn và tộc nhân cổ ra một lần nữa bị giam vào phi lô thiên lao chịu đủ đau đớn da thịt càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là hắn từ chỗ một gã ngục tốt nhận được tin tức cổ vân ngã xuống Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, Cổ Phi Thiên không thể tin được, có vô số lần, hắn đều muốn dùng cái chết của mình thay thế tính mạng của Cổ Vân. Phi Lư lão huynh, người này không thể lưu lại, chỉ cần hắn ở đây, Cổ gia sẽ có rất nhiều người lòng mang tạp niệm. Chúng ta đã kết minh, nên hoàn toàn giết hắn, Cổ Phi Long hừ lạnh nói. Phi Lô chân khẽ cau mày, thấp giọng nói, không phải là ta không muốn, chỉ là Thanh Sơn môn thượng quan linh sư đã sớm bắt chuyện qua bảo ta giữ tính mạng người cổ ra một năm, thời hạn một năm chưa tới, ta cũng. Ngoại trừ thượng quan đào, phi lô chân vong cẩn thận còn có ngựa kiếm, người này ngày đó có chút chiếu cố đối với cổ vân. Tuy rằng không đến mức vi phạm môn quy, trộn lẫn vào trong tranh đấu của phi lô gia và cổ gia, nhưng mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thượng quan linh sư, ngươi nói vị luyện đan sư kia là ngươi nói. Trong mắt cổ phi long cũng lộ ra một tia cẩn thận, đây chính là người có địa vị có thể so với tông chủ thanh sơn môn. Lão đệ yên tâm, ta coi trọng quan linh sư cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nếu không cũng sẽ không lấy một năm làm hạn. Đợi một năm sau, chúng ta có thể uống máu ăn thề. Uống máu ăn thề, ha 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 ha. Phượng Minh gia tộc, trận pháp truyền tống trên quảng trường đột nhiên lóng lánh ra một tia hào quang. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi hiện ra trên trận pháp. Tới rồi, thật sự đã trở về một đệ tử tiêu giao minh lập tức kêu to lên, mau đi bẩm báo minh chủ, thiếu minh chủ đã trở về. Sau một lát, bạch quang chậm rãi rơi xuống, một thanh niên tướng mạo thanh tú xuất hiện ở trên trận pháp. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ, người này chính là cổ vân thông qua trận pháp truyền tống trở về. Tuy cổ vân biết trận pháp truyền tống 3 năm mới mở ra một lần, nhưng ôm ý nghĩ thử vận may, cổ vân vẫn đi trận pháp truyền tống, khiến hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng là trận pháp truyền thống thế mà có thể sử dụng ngươi là ai nụ cười trên mặt đệ tử tiêu giao minh cao hứng bừng bừng cứng lại người này vậy mà không phải trương tiêu giao thậm chí không phải người tiêu giao minh mà là một người hắn không quen biết cổ vân nhìn quanh một vòng sau khi xác định đây là phượng minh gia tộc lúc này mới chắp tay nói tại hạ thanh sơn môn cổ vân thanh sơn môn ngươi không phải bị cự thú cắn nuốt làm sao có thể sắc mặt đệ tử tiêu giao minh càng khó coi. Không ngờ người chắc chắn phải chết này lại trở về, ngược lại những người khác còn chưa trở về. Sau lưng người còn có những người khác hay không, người gặp qua thiếu minh chủ của chúng ta chưa? Người của tiêu giao minh, vẻ cẩn thận trong mắt cổ vân chợt lóe lên, lập tức khôi phục bình thường. Tất cả mọi người của tiêu giao minh đều chết trong tay cổ vân, căn bản không có khả năng trở về. Bất quá thoạt nhìn, mình đích thật là chiếm ánh sáng của trương tiêu giao, nếu không trận pháp này còn chưa chắc mở ra. Tại hạ cũng chưa gặp qua thiếu minh chủ tiêu giao minh, cũng chưa từng gặp tu sĩ khác, cổ vân chắp tay nói, ngươi thật sự chưa từng gặp qua, nhất định phải thành thật trả lời, đợi lát nữa minh chủ chúng ta sẽ tới đây tự mình thẩm vấn ngươi. Đệ tử tiêu giao minh lạnh lùng nói, cổ vân khẽ cao mày, chuyện giết chết trương tiêu giao, ngoại trừ ô mộc nhược nhi ra, những người khác ai cũng không biết. Nhưng tu vi minh chủ tiêu giao minh không tầm thường, nói không chừng sẽ nhìn ra manh mối gì đó trên người mình huống chi trên người mình còn có vài món bảo vật thuộc về trương tiêu dao ta là đệ tử thanh sơn môn không có chút quan hệ nào với tiêu dao minh các ngươi bây giờ ta sống sót sau tai nạn chỉ muốn trở lại thanh sơn môn không có một chút hứng thú đối với chuyện của tiêu dao minh các ngươi cổ vân lạnh giọng cho dù sống chết của trương tiêu dao không liên quan đến hắn hắn cũng sẽ không ở lại chỗ này để người của tiêu dao minh đến chất vấn mình to gan chỉ là một đệ tử cảnh giới linh lực, vậy mà dám khẩu suất cuồng ngôn, hôm nay ngươi không nói ra thiếu minh chủ hạ lạc, ta nhất định phải. Ở phượng minh gia tộc ta, ngươi muốn làm gì? Một giọng nói giả nuôi uy nghiêm từ cách đó không xa truyền đến. Nói chuyện không chờ, phượng minh gia tộc cũng có mấy người nghe tin chạy đến. Vì chính là bà lão đã mở ra trận pháp truyền tống, nàng nhìn thấy cổ vân, trên dưới đánh giá vài lần, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi cổ vân bị thôn thiên thú cắn nuốt tất cả mọi người đều thấy hơn nữa phượng giao nguyệt cũng miêu tả rành mạch tiểu tử này vậy mà có thể từ trong bụng thôn thiên thú trốn ra chỉ sợ gặp được cơ duyên ghê gớm gì tiền bối thứ lỗi tại hạ nhất thời sốt ruột nói sai rồi kính xin tiền bối không nên để ở trong lòng đệ tử tiêu giao minh chắp tay nói cổ vân cũng chắp tay hành lễ cổ vân của thanh sơn môn bái kiến tiền bối miễn lễ Bà lão cảm thấy rất hứng thú với thôn thiên thú đã chạy trốn như thế của Cổ Vân, nếu người của Tiêu Giao Minh không ở đây, bà ta nhất định phải giữ Cổ Vân lại, hỏi cho rõ ràng. Hiện tại nàng cũng có chút không quyết định được chủ ý. Sau khi hơi trầm ngâm, bà lão khoát tay, nếu như không có chuyện gì khác, sớm trở về đi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân như chút được gánh nặng, sợ phượng gia sẽ giữ hắn lại, hiện tại hắn chỉ muốn sớm trở lại Thanh Sơn môn. Trên mặt đệ tử Tiêu Giao Minh lộ ra một tia khó coi, nhưng mà hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cho dù Minh chủ đích thân đến, cũng không dám khoa tay múa chân với bà lão này. Thực lực của Phượng Minh gia tộc tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đợi đến khi bà lão rời đi, hắn vội vàng rời đi, chuyện này nhất định phải bẩm báo chi tiết với Minh chủ mới được. Phẩy phẩy, trong một gian mật thất ở lầu 6 của Phượng Minh Hiên. Phượng Giao Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường, trên bàn ở giữa phòng bày đầy các loại đồ ăn nhưng không có chút dấu vết nào động tới từ khi trở lại phượng minh thành phượng giao nguyệt cả ngày ở lại phượng minh hiên chưa bao giờ ra ngoài một bước trước mắt nàng luôn hiện ra một bóng người tên thanh niên kia bị thôn thiên thú cắn nuốt phượng giao nguyệt tự nhận là tu luyện nhiều năm sớm đã nhìn thấu sinh tử nhưng một màn này lại khắc sâu trong đầu nàng tên gọi cổ vân kia mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn lại để lại cho nàng ấn tượng cực sâu Cánh tay mạnh mẽ, hơi thở nặng nề, lần đầu tiên khiến Phượng Giao Nguyệt cảm thấy an tâm như thế. Phượng Giao Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nàng ta cũng không biết mình bị làm sao. Chẳng lẽ là không có linh sư tiến dai, tâm thần có chút hoảng hốt. Phượng Giao Nguyệt nhìn từ kim thảo trong tay, chỉ có một gốc, dược hiệu xa xa không đủ, đây là thứ mà người kia lưu lại trên đời này. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, người kia đã chết, trong điển tịch gia tộc có ghi lại, người bị thôn thiên thú cắn nuốt, chưa bao giờ có thể chạy thoát. Nhưng mà, tại sao mình luôn không quên được người kia chứ? Lạch cạch, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ đi đến thiếu tộc trưởng, sao ngươi lại chưa ăn cơm? Tuy ngươi là linh lực cấp 10 đỉnh phong, nhưng còn chưa thể ít cốc, nếu trường kỳ không ăn không uống, sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thân thể, đến lúc đó tu luyện sẽ càng khó khăn. Phượng Giao Nguyệt thu tử kim thảo vào ngực, được rồi, người thu dọn đi, không cần mỗi ngày đưa đồ ăn tới, lúc ta muốn ăn tự nhiên sẽ nói với ngươi. Thiếu tộc trưởng, ngươi như thế không được, ta nghe nói, có một số trưởng lão nội tộc không hài lòng đối với ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói, nhà hoàn hầu cận của Phượng Giao Nguyệt nàng, nhất vinh câu vinh. Nếu Phượng Giao Nguyệt bị hủy bỏ danh phận thiếu tộc trưởng ngoại tộc, địa vị của nàng cũng rất xuống ngàn trượng. Nội tộc là tồn tại đỉnh cấp của Phượng Minh gia tộc, ngoại tộc đối với nội tộc mà nói, chỉ là tạp dịch mà thôi, trưởng lão nội tộc mà nói, có thể chi phối toàn bộ phượng minh gia tộc. Thật sao, cái này cũng có thể, ta đến bây giờ còn chưa tiến giai linh sư, bọn họ đã thất vọng đối với ta. Phượng Giao Nguyệt thở dài, còn chuyện quan trọng khác không? Không lâu trước đây, trên trận pháp truyền thống của Tinh La Hải lại có một người trở về. Người nào, Phượng Giao Nguyệt đứng lên, tên gì? Thiếu nữ bị động tác của Phượng Giao Nguyệt làm cho nhảy dựng. Nghe nói là Thanh Sơn Môn, tên gì? Cổ Vân. Người của Tiêu Giao Minh ngăn hắn lại không cho hắn đi, may mắn là chấp sự sư thúc giải vây cho hắn. Cổ Vân, trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ngươi nói là thật. Cổ Vân thật sự trở về rồi, hắn không chết. Ta chỉ nghe nói thôi, nha hoàn bị hành động của Phượng Giao Nguyệt hù dọa, nàng cũng chỉ vừa mới nghe nói mà thôi. Đúng lúc này, một thiếu phụ vội vã chạy đến, "Thiếu tộc trưởng, một người tên Cổ Vân cầu kiến ngươi." Chương 49 tình ý kéo dài cổ vân trên mặt phượng giao nguyệt lộ ra thần sắc khó có thể tin nàng vừa mới nghe được tin tức cổ vân trở về còn chưa kịp phản ứng lại từ trong kinh nghỉ cổ vân đã đi tới phượng minh hiên cổ vân của thanh sơn môn hắn thật sự tới rồi hành động này của phượng giao nguyệt khiến thiếu phụ có chút giật mình nàng vội vàng nói ta không biết hắn có phải cổ vân của thanh sơn môn hay không nhưng người này trước đó đã tới phượng minh hiên còn từng giao dịch với thiếu tộc trưởng Mau mời hắn vào, nói xong câu đó, Phượng Giao Nguyệt lập tức đi tới trước hương đồng, mấy ngày nay không có bất kỳ đồ ăn thức uống gì, để cho nàng thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, cho nên cầm son phấn trang điểm bù đắp. Không biết vì sao, Phượng Giao Nguyệt vừa nghĩ tới việc gặp cổ vân, trong lòng luôn có một loại kích động khác thường. Nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện ra ngoài sự kích động này. Không bao lâu sau, cổ vân đi vào đại sảnh tầng 6 của Phượng Minh Hiên. Phượng Giao Nguyệt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này nhưng nàng vẫn đè nén sự vui sướng trong lòng ngược lại dùng một loại ngữ khí bình tĩnh nói chúc mừng cổ sư đệ thoát khốn khỏi thôn thiên thú tin tưởng cổ sư đệ trải qua kỳ ngộ lần này sau này tu luyện tất nhiên sẽ một đường thẳng thắn cổ vân chắp tay lần nữa nhìn thấy phượng giao nguyệt trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng đặc thù hai người ở trên biển tránh né thôn thiên thú vẫn rõ mồn một trước mắt đa tạ nói xong lời này trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại hai người đều yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương không nói một lời mấy tức sau phượng giao nguyệt khẽ run lên mới mở miệng nói không biết cổ sư đệ tới đây có gì chỉ giáo có cách nào đến thanh sơn môn nhanh hơn không ví dụ như trận pháp truyền tống cổ vân hỏi sau khi cổ vân rời khỏi phượng minh gia tộc liền có người theo dõi không cần phải nói khẳng định là người của tiêu giao minh sự mất tích của trương tiêu giao khiến cho trên dưới tiêu giao minh không được bình yên có thể làm cho Phượng Minh gia tộc mở ra truyền tống trận pháp, đủ để cho thấy Trương Minh chủ đối với đứa con này sủng ái, mỗi ngày mở ra truyền tống trận pháp linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Cổ Vân là người cuối cùng trở về, người của Tiêu Giao Minh nhất định sẽ không từ thủ đoạn hỏi thăm tung tích của Trương Tiêu Giao từ Cổ Vân. Trước khi trở lại Thanh Sơn môn, chỉ sợ Cổ Vân không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tiêu Giao Minh. Trận pháp truyền tống, Phượng Giao Nguyệt hơi nhíu mày, lắc đầu nói: đi thanh sơn môn cũng không có đường tắt gì, chẳng lẽ cổ sư đệ lo lắng cho người của tiêu giao minh sao? Cổ vân nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận. Thật sự là hắn có một chút tình cảm đặc thù đối với Phượng Giao Nguyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của mình ra ngoài, trừ khi người này đáng giá để mình tín nhiệm. Cổ sư đệ, tiêu giao minh địa vị khá cao, ngay cả Phượng gia chúng ta cũng cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho dù trở lại thanh sơn môn, cũng tránh không được rất nhiều phiền não không bằng ta liên hệ với tiêu giao minh, để bọn họ hỏi rõ ràng, cũng bỏ qua ý định này. Phượng Giao Nguyệt trầm ngâm một chút, lại nói, nếu như ngươi không muốn gặp người của tiêu giao minh, ta có thể để thương đội của Phượng Gia yểm hộ ngươi tiến về thanh sơn môn. Cổ vân hít sâu một hơi, hắn vốn tưởng rằng tránh thoát tiêu giao minh truy tung là được, không ngờ Phượng Gia lại coi trọng tiêu giao minh như vậy. Nếu là ở nửa đường bị người của tiêu giao minh chặn lại, khó tránh khỏi sẽ bởi vì không có tin tức của Trương Tiêu Giao mà ra tay cho hả giận với mình. Đúng như Phượng Giao Nguyệt nói, còn không bằng xử lý thỏa đáng chuyện này ngay tại Phượng Minh Thành. Hai người đang nói chuyện với nhau, thiếu phụ lại đi vào thiếu tộc trưởng, Tiêu Giao Minh lưu chấp sự cầu kiến. Cổ vân và Phượng Giao Nguyệt hơi nhướng mày, động tác của Tiêu Giao Minh thật đúng là nhanh. Tinh mang trong mắt Phượng Giao Nguyệt lóe lên lưu chấp sự. Chỉ sợ Trương Minh Chủ cũng rất nhanh đã tới, nói cho hắn biết, Cổ vân ở ngay Phượng Minh Hiên, có nghi vấn gì, để Trương Minh chủ tự mình hỏi. Vâng, cổ vân hít sâu một hơi, người của tiêu giao Minh đến Phượng Minh Hiên, hắn đã không thể tránh được nữa. Phượng Giao Nguyệt làm như vậy, chỉ là kéo dài một chút thời gian cho hắn mà thôi. Cổ sư đệ, Phượng Minh Hiên ta còn có một nghiệp vụ đặc thù, đó chính là cất giữ bảo vật. Nơi cất giữ bảo vật là trận pháp huyết dẫn do Phượng gia lão tổ bố trí. Một khi người bỏ vào bảo vật, chỉ có sử dụng máu tươi mới có thể mở ra, nếu cưỡng ép mở ra, sẽ khiến trận pháp bạo liệt, hủy diệt bảo vật bộ lạc trong đó. Sắc mặt cổ vân hơi đổi, Phượng Giao Nguyệt nói ra câu này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết mình giết Trương Tiêu Giao? Điều này căn bản không có khả năng, trừ ô một nhược nhi, không có người thứ ba biết. Nhưng mà, có một điểm rất rõ ràng, đợi lát nữa người của Tiêu Giao Minh, nhất định sẽ tìm kiếm túi chữ vật của mình. Ở mức độ rất lớn mà nói, Phượng Giao Nguyệt làm như vậy là vì tốt cho cổ vân. Nhưng nàng cố ý kéo dài nhiều thời gian như vậy, để lưu chấp sự không thấy được cổ vân, ngược lại có chút dấu đầu hở đuôi. Thoáng trầm ngâm một chút, cổ vân nói, ta đích xác có chút bảo vật cất giữ, làm phiền Phượng Sư Tỷ. Mời đi theo ta, dưới sự dẫn dắt của Phượng Giao Nguyệt, cổ vân đi vào một mật thất. Trong mật thất, bị một đạo hoàng sắc quang mang bao phủ, trên ba mặt vách tường thoáng hiện từng cái trận pháp mở ra trận pháp lấy máu làm dẫn, lại bám vào một tia thần thức của ngươi, trận pháp phòng ngự này có thể bảo tồn bảo vật cho ngươi. Phượng Giao Nguyệt nói xong lập tức rời đi, cổ vân lấy ra một túi chữ vật, tiện tay ném vào, lại đợi một lúc lâu sau mới chậm rãi đi ra ngoài. Chờ cổ vân trở lại trong đại sảnh, đã có một nam tử trung niên ngồi đối diện Phượng Giao Nguyệt. Ngươi chính là cổ vân, cổ sư đệ, vị này là lưu chấp sự của tiêu giao minh, hắn có mấy lời muốn hỏi ngươi. Ngươi chính là Cổ Vân, một đạo linh áp lập tức bao phủ Cổ Vân thân. Trong đan điền lập tức truyền ra một tiếng đau đớn, khiến sắc mặt Cổ Vân không khỏi biến đổi một chút. Lưu chấp sự này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, hẳn là có cảnh giới linh sư trung giai, dựa theo lẽ thường mà nói, linh áp của người này hẳn là sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Cổ Vân mới đúng. Cổ Vân vội vàng nội thị đan điền một chút, kết quả làm cho hắn rất là kinh ngạc. Hắn không ngờ đan điền của mình lại hư hao đến mức này. Đệ nhị linh cơ đã hoàn toàn héo rũ, uy lực của bộ trận bàn kia của tỉ muội vu ra quá cường đại, nếu như là tu sĩ bình thường, tuyệt đối không thể còn sống. Càng khiến cổ vân lo lắng hơn là phía trên linh cơ thứ hai lại bị rất nhiều xương mù tím bao phủ, khả năng là khi linh cơ thứ hai héo rút, bị lực lượng tử tinh thừa dịp hư mà vào. Những lực lượng tử tinh này cũng không thuộc về cổ vân, nếu muốn khôi phục linh cơ, nhất định phải thanh lý hết những lực lượng tử tinh này nếu không những tử tinh chi lực này tựa như một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra cổ vân tận mắt nhìn thấy cái chết của đám người tử tinh lão tổ tuy rằng số lượng tử tinh chi lực ở trong đệ nhị linh cơ rất ít nhưng tuyệt đối không thể khinh thị lưu chấp sự nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cổ vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh theo hắn thấy tu vi của cổ vân thực sự quá yếu một thủ đoạn nho nhỏ của mình đã khiến cổ vân đau đớn không chịu nổi không sợ cổ vân không nói thật lưu chấp sự cổ vân là khách của ta, ngươi làm như vậy dường như có chút không ổn. Phượng Giao Nguyệt trầm giọng nói, Phượng tộc trưởng đa tâm, ta chỉ nhìn tu vi của cổ tiểu hữu mà thôi. Trong Phượng Minh Hiên, ta không dám bán ra bất cứ lúc nào. Lưu chấp sự mỉm cười bất quá minh chủ nhà ta đối với thiếu minh chủ rất nhớ mong, hắn người này rất dễ dàng xúc động, vạn nhất làm ra chuyện gì. Sợ rằng không ai có thể ngăn cản. Sắc mặt Phượng Giao Nguyệt trầm xuống người của tiêu giao minh các ngươi dám ra tay trong phượng minh thành. Chẳng lẽ muốn đối địch với phượng minh gia tộc ta sao? Giao nguyệt chất nữ, lời này cũng không thể nói như vậy a. À. Một thanh âm trầm thấp không biết từ nơi nào truyền đến. Sau một lát, một thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Đây là một nam tử trung niên, mặc một bộ cẩm bào màu lam nhạt, ước chừng hơn 40 tuổi, mặt mày hồng hào, trên người bao phủ linh lực thập phần nồng hậu dày đặc phía sau hắn là thiếu phụ của Phượng Minh Hiên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Phượng Giao Nguyệt. Bái kiến minh chủ, lưu chấp sự lập tức đứng dậy hành lễ. Phượng Giao Nguyệt cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Trương minh chủ đại giá Quang Lâm, tiểu nữ thất lễ. Giao Nguyệt chất nữ, ta không mời mà tới, người sẽ không trách tội ta đi sao? Giọng của nam tử trung niên như chuông đồng, nhưng lời nói lại hết sức hiền lành, khiến cho người ta lập tức có một loại cảm giác thân thiết thậm chí ngay cả cổ vân cũng sinh ra vài phần hảo cảm với người này. Trương Minh Chủ có thể quang lâm Phượng Minh Hiên, chính là việc đại hỷ, ta cao hứng còn chưa kịp đâu. Phượng Giao Nguyệt tuy tuổi không lớn lắm, nhưng khống chế Phượng Minh Hiên nhiều năm, lời nói ngược lại vô cùng thỏa đáng. Nói đến ta còn phải cảm ơn Phượng Gia, Tiêu Giao vẫn chưa trở về, ta vô cùng lo lắng, nhờ có trưởng lão quý tộc nhân từ, vẫn luôn mở trận pháp. Trương Minh Chủ tuy nói chuyện với Phượng Giao Nguyệt, nhưng đã trên dưới đánh giá cổ vân. Minh chủ, người này chính là cổ vân, vừa mới trở về từ dạng đá ngầm. Lưu chấp sự chắp tay nói. Thanh Sơn môn cổ vân bái kiến trương minh chủ, cổ vân cũng chắp tay hành lễ. Nghe nói cổ tiểu hữu chính là đệ tử thân truyền của thang trưởng lão, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Trương minh chủ khẽ cười nói mấy năm trước, ta còn cùng thang trưởng lão từng tìm kiếm một chỗ di tích cổ. Chỉ là lần này ta bận rộn việc đời, không rảnh đi cùng thang trưởng lão. Trương minh chủ tuy nói nhẹ nhàng, nhưng một câu này lập tức mang vị trí của mình đặt ở trên trường bối. Hơn nữa thang trưởng lão không ở Nam Nhạc Quốc, cổ vân cũng không có chỗ dựa gì. Cổ vân không nói một lời, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, làm ra bộ dáng nghe trưởng bối dạy bảo. Thấy bộ dạng này của cổ vân, trương minh chủ mắt lóe sáng. Cổ sư điệt, không biết có từng gặp tiêu giao chưa? Cổ vân chắp tay nói, bẩm trương minh chủ, tại hạ ngược lại có duyên gặp mặt trương tiêu giao sư huynh một lần ồ trương minh chủ sửng sốt hắn cho rằng cổ vân muốn phủi sạch quan hệ với trương tiêu giao ngay tại thời điểm vừa mới đến đảo đá ngầm ta cùng với chư vị sư huynh bên trong thanh sơn môn đều gặp trương sư huynh lỗ sư huynh còn đưa cho trương sư huynh một thân thể yêu ngạc nữa cổ vân kể lại chi tiết chuyện ngày đó cổ vân cũng không thêm mắm thêm muối miêu tả chi tiết nhưng người sáng suốt vừa nghe liền biết đây là trương tiêu giao cướp đoạt thân thể yêu ngạc sau khi bái biệt trương sư huynh ta liền tách ra khỏi sư huynh tông môn, từ nay về sau không còn gặp lại trương sư huynh nữa. Ánh mắt phượng giao nguyệt hơi nhảy lên một cái, tiện tay cầm lấy nước trà uống một ngụm, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. chương 50, đấu trí đấu dũng, người trở về trễ nhất, làm sao có thể chưa thấy qua trương tiêu giao. Lưu chấp sự sắc mặt thuận tiện biến thành màu đen. Tuy trương minh chủ nhìn vẻ mặt ôn hòa, nhưng hắn biết rõ trương minh chủ sủng ái trương tiêu giao, nếu Trương Tiêu Giao không thể trở về, chắc chắn sẽ chút lửa giận lên người hắn. Phượng Minh gia tộc truyền tống trận này cũng kỳ quái, muốn sử dụng truyền tống trận này, phải là người Phượng Minh gia tộc, hoặc là tu vi dưới cảnh giới linh sư, hơn nữa muốn đi tới đảo San Hô, phải ba năm một lần. Nếu không Tiêu Giao Minh đã sớm phái người đi tìm, còn chờ ở chỗ này làm gì? Lưu chấp sự nói câu này có chút bất công, tại hạ bị thôn thiên thú nuốt vào trong bụng, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên còn đào thoát ra ngoài, cũng coi như là cửu tử nhất sinh. Ngay cả bản thân ta còn khó bảo toàn, làm sao lại bận tâm những người khác chứ? Hơn nữa, tại hạ căn bản cũng không có nhìn thấy trương sư huynh. Cổ vân không nhanh không chậm trầm giọng nói. Tuy rằng tiêu giao minh thực lực cường đại, nhưng bọn họ cũng không dám ra tay ở trong phượng minh thành, nếu không sẽ công khai khiêu chiến phượng minh gia tộc. Tiểu Hữu mong người suy nghĩ một chút, chỉ cần có tin tức tiêu giao, ta nguyện ý lấy ra một vạn khối linh thạch làm tạ ơn. Trương Minh Chủ trầm giọng nói. Một vạn khối linh thạch, ánh mắt cổ vân lộ vẻ kinh ngạc, như thể vừa mới sợ ngây người, một lúc lâu sau mới nói. Đáng tiếc, ta đích xác không gặp được Trương Sư Huynh. Trương Minh Chủ hơi nheo lại hai mắt cổ tiểu hiếu, người không cần gặp qua tiêu giao. Chỉ cần cung cấp tin tức có liên quan tới tiêu giao là được, một tin tức, một vạn khối linh thạch. Cái khoản tiền này, không thể nói là không lớn. Nếu là tu luyện giả linh lực bình thường, sớm đã động tâm không thôi cho nên cổ vân vừa rồi mới làm ra một bộ dáng kinh ngạc chuyện này chuyện này tiền bối để ta suy nghĩ một chút cổ vân vò đầu bứt tai thật lâu sau cổ vân đột nhiên cả kinh nói ta nhớ ra rồi ta đúng là đã nghe qua tin tức của trương sư huynh ồ mau nói đi trương minh chủ trên mặt nổi lên một tia vui mừng sau khi ta chia tay với lỗ sư huynh trong tông đã từng gặp được vài tên đệ tử ngự thú tông theo như bọn họ nói trương sư huynh có thể đi về phía nam hải ngoại ngoại hải ngoại hải gì trương minh chủ nhướng mày trương minh chủ người chưa từng đi san hô có lẽ không quá hiểu biết hòn đá ngầm mà chúng ta thường hái thuốc chỉ là một vùng biển nhỏ mấy năm liên tục thu thập linh thảo trở nên thưa thớt có lẽ đám người trương sư huynh rời khỏi hòn đảo này đi xa hơn tìm kiếm linh thảo ở vùng biển bên ngoài rồi phượng giao nguyệt giải thích tên đệ tử ngự thú tông kia nói Trương Minh Chủ lại truy hỏi. Cái này, tên của sư huynh kia ta không rõ lắm, ta cũng thỉnh thoảng gặp được bọn họ, nhưng mà ta nhớ rõ linh thú của sư huynh này là một con yêu mãng. Hả, Trương Minh Chủ nhìn thoáng qua lưu chấp sự. bẩm Minh Chủ, trong đám đệ tử ngự thú tông đích xác có một linh thú là yêu mãng, nhưng người này cũng chưa trở về. Trương Tiêu Giao không trở về, lưu chấp sự nhọc lòng, chuyến này tất cả mọi người đều bị hắn điều tra rõ ràng đặc biệt là những đệ tử chưa trở về kia, càng là như thế. Cho nên cổ vân vừa nhắc tới yêu mãng, hắn lập tức liên tưởng đến người này. Chẳng lẽ tiêu giao gặp phải phiền toái gì sao? Trương Minh Chủ ánh mắt trở nên 10 phần âm lãnh, lưu chấp sự sắc mặt đại biến, mỗi lần Trương Minh Chủ biểu tình như vậy, ý nghĩa Trương Minh Chủ thập phần tức giận, từng có một lần, Trương Minh Chủ tự tay giết chết một gã tu sĩ linh đàn ý muốn phản bội. Trương Minh Chủ, cổ vân chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, hắn chỉ thu thập một ít linh dược làm sao có thể hiểu rõ ràng đối với tất cả mọi người như vậy phượng giao nguyệt vội vàng nói cho dù tất cả mọi người chết tiêu dao cũng không thể chết trương minh chủ sắc mặt càng lạnh lẽo trong không khí chung quanh thế mà nổi lên một tia băng hàn chi ý trương minh chủ chẳng lẽ người muốn ra tay trong phượng minh hiên sao sắc mặt phượng giao nguyệt đại biến trương minh chủ hừ lạnh một tiếng ta muốn xem người có phải thật sự chưa từng gặp tiêu dao hay không một luồng linh lực cường đại bao phủ lấy cổ vân thân trong khoảnh khắc cổ vân cảm giác thân thể như bị ngưng trệ một cỗ lực lượng băng hàn cực mạnh bao phủ thân thể không thể động đậy lập tức một đạo linh lực khác đem túi chữ vật trong ngực hắn lôi ra trương minh chủ đưa tay nhiếp một cái túi chữ vật liền rơi vào trong tay hắn trương minh chủ người muốn làm gì nơi này là phượng minh hiên người đây là miệt thị phượng minh gia tộc chúng ta phượng giao nguyệt đứng lên sắc mặt đại biến Tuy rằng nàng sớm đã dự liệu được, nhưng không nghĩ tới trương minh chủ lại quang minh chính đại điều tra túi chữ vật của cổ vân như thế. Cái này không đơn thuần là không cho thanh sơn môn mặt mũi, càng là đánh mặt mũi phượng minh gia tộc. Hừ, chỉ là đệ tử ngoại tộc, ta đã đủ nể mặt ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ đích thân bồi tội với đại trưởng lão. Trương Minh Chủ hừ lạnh một tiếng, sau khi thoáng xem xét túi chữ vật, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Túi chữ vật này rỗng tuếch, chỉ có mấy khối linh thạch mà thôi. Bốp, Trương Minh Chủ ném túi chữ vật xuống đất, cười lạnh nói cổ tiểu hữu đem người giấu đến bảo vật đều lấy ra đi. Ta không có giấu, cái gì cũng không giấu. Ánh mắt cổ vân lộ ra một tia bối rối. Phượng Giao Nguyệt cắn răng một cái, tiến lên nói. Trương Minh Chủ, Phượng Minh gia tộc chúng ta có quy củ của mình, người làm như vậy có phải là quá đáng hay không? Trương Minh Chủ không thèm nhìn Phượng Giao Nguyệt, nhìn chằm chằm cổ vân nói. Cổ tiểu hữu ở trong phượng minh thành ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi, càng không làm ngươi bị thương. Nhưng hôm nay nếu ngươi không thể như ý nguyện của ta, chờ ngươi rời khỏi phượng minh thành, đừng trách lão phu vô tình. Sắc mặt cổ vân khẽ biến, thoạt nhìn trương minh chủ đã hoàn toàn trở mặt. Làm một cường giả cảnh giới linh đan, tông chủ một trong năm đại tông môn của Nam Nhạc Quốc. Nói ra lời nói này với một tu sĩ cảnh giới linh lực, thật sự là quá mất mặt. Nhưng vì tìm được Trương Tiêu Giao, Trương Minh Chủ đã không thể chú ý nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được hạ lạc của Trương Tiêu Giao, cho dù là tìm được thân thể của Trương Tiêu Giao. Phượng Giao Nguyệt cũng đầy kinh ngạc, nàng cũng không ngờ Trương Minh Chủ lại nói ra những lời không có mặt mũi như vậy. Nhưng Trương Minh Chủ nói không sai, hắn muốn ở bên ngoài Phượng Minh Thành giết chết cổ vân, đích thật là chuyện dễ dàng. Phượng Giao Nguyệt cũng bất đắc dĩ, nàng vốn định để cổ vân giấu đi mấy món bảo vật chân quý, hoặc là trên người cổ vân có vật đặc thù gì đó có liên quan gì với trương tiêu giao dù sao mỗi tu sĩ đều có bí mật của mình không muốn bị người khác biết không ngờ cổ vân lại ngây thơ như vậy giấu tất cả bảo vật đi điều này có thể không khiến trương minh chủ nghi ngờ sao chuyện cho tới bây giờ đã không có cách nào vãn hồi phượng giao nguyệt cũng không biết nên làm như thế nào cổ tiểu hữu trương minh chủ thanh âm trầm xuống phối hợp lão phu điều tra lão phu còn có thể dựa theo hứa hẹn lúc trước một vạn khối linh thạch hù lao tin tức của ngươi, hoặc là ngươi cùng lão phu làm đúng không? Sắc mặt cổ vân âm tình bất định, một lát sau, cổ vân mới nói nếu trương minh chủ cứ muốn xem bảo vật của ta, ta cũng không cách nào từ chối, nhưng nếu ta cùng trương tiêu giao sư huynh chưa về không có bất cứ quan hệ nào, còn hy vọng trương minh chủ đừng làm khó ta nữa. Lần này sư huynh để cùng đi có khoảng 60 người, ta chỉ vì bị thôn thiên thú cắn nuốt nên mới trở về muộn một chút. Trên thực tế, ta cùng những người khác không có bất kỳ khác biệt gì, đối với chuyện của Trương Sư Huynh không rõ ràng lắm. Dẫn đường đi, Trương Minh chủ hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao Minh điều tra tất cả những người đi hái thuốc một lần, kết quả khiến hắn cũng không lạc quan, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả đối với tung tích của Trương Tiêu Giao. Điều này cũng không trách, Trương Tiêu Giao vinh mặt hất hàm sai khiến như vậy, ai nguyện ý tiếp cận hắn. Từ xa nhìn thấy thuyền lớn liền đi đường vòng, hơn nữa trương tiêu giao một đường truy tung cổ vân đảo hải ít ai lui tới càng không có khả năng có người nhìn thấy dưới tình huống này trương minh chủ mới đặt tất cả hy vọng lên người cổ vân theo trương minh chủ tiểu tử trước mắt này mặc dù có chút thông minh nhưng không có gì khác với những người khác đối với hành tung của trương tiêu giao không biết điều này làm cho trong lòng hắn càng lo lắng trên người trương tiêu giao có một bí mật cực lớn đây là tâm huyết mấy trăm năm qua của hắn nếu như trương tiêu giao mất tích những năm gần đây cố gắng của hắn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Minh Chủ có chút hối hận, hắn không nên để Trương Tiêu Giao đi hái thuốc. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận bán, nếu như không chiếm được bí mật gì trên người cổ vân, hắn cũng chỉ có thể đi cầu Phượng Minh gia tộc. Dưới sự dẫn dắt của Phượng Giao Nguyệt, bốn người rất nhanh đã tới được nơi cất giấu bảo tàng. Trận Pháp ở đây chấp động, lúc sáng lúc tối. Đối với địa phương này, Trương Minh Chủ cũng không xa lạ, hắn thoáng đánh giá một chút, lấy tay chỉ mang trận pháp mở ra đi trương minh chủ chỉ chính là nơi cổ vân vừa mới cất giấu bảo tàng linh lực dao động nhẹ như vậy cũng không thể thoát khỏi hai mắt trương minh chủ cổ vân cũng không nhiều lời nhỏ ra máu tươi mặc niệm trận pháp xong ánh sáng vàng trắng thoáng hiện từng cái hộp gấm xuất hiện trước mặt bốn người không đợi cổ vân kịp phản ứng những hộp gấm này từng cái từng cái bay vào trong tay trương minh chủ linh thảo tăng linh đan pháp kiếm phẩy phẩy, từng món bảo vật bị trương minh chủ ném sang một bên, những thứ này trong mắt tu sĩ cảnh giới linh lực đều là bảo vật bình thường đến cực điểm, ở trong mắt trương minh chủ, càng không khác gì rác rưởi. Ngoại trừ linh thảo đến từ đảo đá ngầm ra, căn bản không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Điều này làm cho trương minh chủ hơi nheo lại hai mắt. Chẳng lẽ trương tiêu giao mất tích thật sự không liên quan đến người này? Trên người trương tiêu giao có nhiều bảo vật, trương minh chủ rõ ràng nhất. Huống chi, Bên cạnh Trương Tiêu Giao có 9 tên tử sĩ đệ tử Tiêu Giao Minh, mệnh bài của những người này đều ở trong tay Trương Tiêu Giao, không có khả năng phản bội. Trong tất cả những người đi hái thuốc, có thể đánh một trận với Trương Tiêu Giao cũng chỉ có Phượng Giao Nguyệt mà thôi. Nhưng cho dù là Phượng Giao Nguyệt cũng không có khả năng dễ dàng giết chết Trương Tiêu Giao. Cái này tựa hồ lâm vào trong tử cục, trong lòng Trương Minh chủ tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc Trương Tiêu Giao đi đâu? Trương Tiêu Giao luyện chế huyết mạch trên người Trương Minh chủ vẫn tồn tại điều này cho thấy Trương Tiêu Giao còn chưa chết. Rất nhanh, bảo vật của cổ vân đã được sàng lọc lại một lần. Không hề có thu hoạch, có thể nói ở trong mắt Trương Minh Chủ đến xem, đều là một đống rác rưởi không có giá trị. Trương Minh Chủ đã có chút thất vọng, hắn tiện tay mở ra một cái hộp gấm cuối cùng, một đạo lực lượng dày đặc từ trong đó phun trào ra. Ở giữa hộp gấm là một tinh thể màu tím to bằng quả trứng gà. Hết tập 5, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.